kém thế nhỉ? Bác sĩ kiểm tra luôn rồi em ơi. Cái gì chị? Anh đang ở đâu đấy? Con về cho bàn cho nó ăn đi, nó đang ngoài quán đây này. Xúc xích cái gì, về cho nó ăn để tí con cho nó uống thuốc chứ. Có mà ở nhà chắc là đang ở đâu rồi. Hello các chị. Hà Nội cấm ship nhưng mà Viettel vẫn ship bình thường hay sao ấy? Em thấy hôm nay em hỏi bên bên Viettel rồi. Đang xin giấy. Đang xin giấy. Đúng rồi, đang xin giấy. Đang xin giấy để vào để ship. Xin được giấy thì mai trả lời. Có gì thì mai bên em sẽ trả lời các chị nhé. Đơn tối qua chưa thấy gọi chút đơn, chị Thúy Loan đặt cái gì thế chị? Chị xem còn bao nhiêu cái áo gió lẻ mang đây em với. Bây giờ áo gió nhưng em còn size to các chị nhá. Có chốt đơn hết đấy chị, chiều nay chốt đơn bọn nó chốt đơn xong rồi. Xong hết á, xong hết tại sao nhiều chị bảo chưa thấy gọi chốt đơn này. Cái đây ca vẫn để không lẻ đi rồi. Ok các bác ơi, cho em xin một nút chia sẻ nhá. Em bán nốt 1-2 hôm nữa xong em nghỉ đấy ạ. Bây giờ cho nó gọi là cho nó giải phóng nốt chỗ hàng này đi, xong là em nghỉ dịch các bác nhá. Rẻ lắm. Bây giờ em còn một ít cái áo gió này các chị này, em tặng các chị 50.000 một áo các chị nhá. 50.000 đồng các chị nhìn cho em áo gió hàng Muji cho em. Áo gió Muji các chị comment là áo gió 50k kèm số điện thoại cho em tặng nốt các chị những cái mã này. 50.000 các chị chọn size vừa nhá. Được chưa? Các chị vui lắm khi mà chọn size vừa giúp em với 50.000 một áo. Được chưa ạ? Em tặng đầu like. Em tặng đầu like phim ạ. 50.000 đúng không chị? Ừ. Chị xem ở trong kia nó còn cái gì chị bóc ở đây cho em với. 50.000 một chiếc, bây giờ em chỉ còn size to thôi, không còn size bé. Không còn size bé. Còn thi thoảng nó còn cái 1-2 cái size S hoặc size M gì thôi ạ. Áo em mà không có màu đen. À có sao? Không biết được, từ từ đã. Được chưa ạ? Các chị lên là áo gió 50k kèm số điện thoại cho em. Các chị nhá, còn bao nhiêu cái em tặng nốt. 50.000 đồng. Ok chị ạ, 50.000 đồng con áo gió cho em, các chị nhìn áo gió này, xuất sắc luôn nhá các chị nhá. Các chị chọn size vừa giúp em với, còn màu thì bây giờ nó không còn nói chung là bây giờ nó lẻ hết rồi các chị ạ. Bây giờ nó lẻ hết, bây giờ em còn là ngày trước các chị này, em tặng các chị 50.000 một áo. Em mặc màu hồng các chị nhá, đây màu hồng này. Mời màu xanh dương cho em ạ. Màu vàng cho em, bây giờ Thúy là còn size các chị phải trên 55 cân nhá. Trên 55 cân thì tầm khoảng là 65 70 cân đổ về các chị chốt đơn. Được chưa? Áo gió 50k kèm số điện thoại ạ. Áo này không có size của 45 cân nữa rồi chị ơi.
nó không còn size của 45 cân nữa, bây giờ chỉ còn size các chị từ khoảng là 57 cân đổ lên, 57 cân đến tầm khoảng là 68 cân, 70 cân đổ với em chốt đơn các chị nhá. 50.000 đồng một áo, em gọi là tặng nốt cho nó hết hàng. Đấy chứ ạ, tặng nốt cho hết hàng luôn. Tất cả những cái gió này các chị ơi ạ, đợt đầu tiên các chị đã mua nhưng em các chị biết rồi đúng không? Bây giờ nó còn lẻ một ít thôi, nó còn vài chục cái lẻ lẻ sai các chị ơi ạ. 50.000 một áo, 50.000 đồng các chị nhanh tay chia sẻ livestream cho em ạ. Đấy chứ ạ, chị nào vừa các chị lấy vài cái mà bên trong của nó là sẽ là lót lót lưới các chị nhá. Bên trong lót lưới cho em ạ, 50.000 đồng các chị lên đâu chị, áo gió 50k kèm số điện thoại. Đấy chứ ạ, áo gió 50k kèm số điện thoại cho em. Chị đưa cho em cái điều khiển điều hòa các. 50.000 một cái các chị nhìn áo gió này. Màu em đang mặc màu hồng các chị nhá. Các chị cũng hoan hỉ cho em cái màu ấy, được màu nào thì mình lấy màu đấy, tại vì là 50.000 cái áo đó các chị có phải suy nghĩ không ạ? Đúng không ạ? 50.000 một cái rẻ như cho luôn ý. 50.000 đồng. Ok chưa? Rồi bây giờ em lên áo không lẻ tiếp theo. Hả? Mờ. Mờ á? Các chị có nhìn rõ không ạ? Chắc là dưới chỗ chị đấy. Các chị ơi, tình hình dịch đã em thấy căng thẳng quá các chị ạ. Trời ơi, ngày nào cũng lên hàng bao nhiêu ca thế này. Ngày nào cũng lên hàng bao nhiêu ca này, thực sự quá là sợ luôn. Lên theo 1 2 chục ca. Với lại là muốn bán mà nhiều chỗ không ship được hàng. Đấy chị ạ, nhiều chỗ không ship được hàng luôn. 50.000 một áo cho các bác nào nhanh tay này, đấy chị ạ. Nói chung là áo gió thì mình mặc rộng rộng một tí cũng được. Đấy, không nhất thiết là mình mặc vừa ôm sát quá các chị ơi, mặc khoác gió bên ngoài cho em ý. Cái lúc mà thời tiết nó nóng, à quên, thời tiết nó rét thì các chị mặc thêm áo len cho em là vừa các chị nhá. Đúng rồi. Cứ nói chung là cứ chia 55 cân đổ lên em chốt đơn. Còn dưới 55 cân không chốt nhá, dưới 55 cân không có sai ạ. Áo không em mặc chị ơi là mã bao nhiêu chị nhỉ? Nó còn có vài chiếc thôi. Rồi bây giờ là còn những cái bộ này cho em này. Hết nước. Như thế nào uống đấy, hết nước rồi. Đấy các chị nhá. Bây giờ em còn những cái bộ này nó còn số lượng ít. Em tặng các chị nốt ạ. Hết rồi. 120.000 đồng hai bộ. Hai màu khác nhau các chị nhá. Các chị cứ lấy hai màu khác nhau cho em ạ. 120.000 đồng em tặng các chị mình hai bộ. Đi đâu đấy con? Chị cho nó về cho bà, cho nó ăn gì tí em về cho nó uống thuốc. Ốm à? Gì vậy? Kháng sinh, kháng viêm mới thấy cái chân nó đã ấy đâu, vẫn uống thuốc mà. Đi chơi biết được về. Chị bông thối. Mày để bên đi mấy sữa đây để tối chuột nó này. Đây các chị này, chị ơi, cái bộ này mới. Rẻ hôm nay các chị ơi ạ, 120.000 đồng hai bộ các chị nhá. Cứ 120.000 đồng em tặng các chị nhà mình hai bộ như này, hai màu khác nhau đi ạ. Có size các chị cứ dưới 60 cân đổ về. Có size dưới 60 cân đổ về, bây giờ là cả cộc cả đùi các chị nhá, cả quần bộ quần quần lỡ, cả bộ quần đùi, chị nào được bộ nào thì hoan hỉ bộ đấy ạ. Cứ bao nhiêu ạ? 120.000 đồng em tặng các chị nhà mình hai bộ, cứ hai bộ trở lên các chị ơi, chốt đơn từ hai bộ trở lên nhá các chị yêu. Mã này là mã bao nhiêu chị nhỉ? Xả một cho em ạ, xả một và kèm số điện thoại cho em ạ. Ok không ạ các chị? 120.000 đồng hai bộ các chị nhá. Đây các chị này, nó có cả quần dài có quần lỡ, à có quần quần đùi có cả quần lỡ cho em ạ. Cứ tính ra có 60 bộ đúng không các chị? Hàng ở trước giá toàn 175, 185 một bộ thôi. Bây giờ em tặng các chị 120.000 đồng. Em biếu các chị nhà mình cứ 2 bộ. Đấy chứ ạ, em biếu các chị nhà mình cứ 2 bộ. Rẻ quá, bây giờ là dịch dã thôi. Em sell nhanh cho gọn để nghỉ thôi các chị ơi. Sell nhanh gọn cho nó nghỉ thôi nhá. Đây chạm màu vàng cho em các chị này. Nó có cả quần đùi, có cả quần lỡ. Quần lỡ đến đầu gối ấy. Có cả quần lỡ đầu gối luôn ạ, màu vàng này. Màu diện, màu này, màu cam đào cho em nhá. Đây màu hồng các chị này. Chị nào được hình nào thì cứ hoan hỉ cho em cái hình đấy được không ạ? Đây màu xanh cho em ạ, màu xanh cho em này. Nó có cả màu gì nhỉ? Bây giờ nó chỉ còn hồng này, xanh này, vàng này và màu cam đào. Đấy, màu da em còn ít các chị nhá, màu da nữa. Có cả màu da nữa các chị yêu ạ, họa tiết có thể nó khác nhau một chút ạ. Đấy, em tặng các chị cứ 120.000 đồng hai bộ của xả một. Chị Hoàng Niệm ok ạ, tính Hoàng có, Trúc Ly có, Hương Thu Hương Trần rồi ok em lên đơn ạ. 120.000 đồng em biếu các chị thì mình hai bộ nốt, rẻ nốt cho các chị nhá. Số lượng nó còn ít. Đấy chị Ngô Thị Mơ có, Trần Bội ok, chị Sumi này. Những chị nào ở vùng dịch nếu mà các chị muốn mua hàng thì các chị cứ là chuyển khoản trước em giữ đơn, lúc nào mà cảm thấy là ổn định rồi thì em gửi nhá các chị nhá. Tại vì bây giờ em sợ gửi đi là làm vào vùng dịch là không phát được hàng ấy, những cái vùng dịch người ta phong tỏa là người ta không cho người, không cho ship vào ấy. Đấy, chị Mi Phương Tài có, chị Nguyễn Phương ok, chốt đơn ạ, xả một cho em các chị này. Tất tần tật những cái bộ này
em còn số lượng ít nhá, em tặng các chị 120.000 đồng, em biếu các chị nhà mình cứ hai bộ một cho em mặc ở nhà cho thoải mái các chị ạ, mặc ở nhà cho thoải mái ạ. Đấy, chị Thanh Thủy có nhá các chị nhá, xả một cho em ạ, 120.000 đồng, em biếu các chị 2 bộ, em tặng các chị giá này bình chị nào bom hàng của em nữa nhá các chị ơi. Tội nghiệp em, tại vì dịch giã này chỗ nào cũng gọi là ship hàng rất là khó khăn luôn. Nếu chị nào xác định đặt thì lấy thì cũng đặt các chị nhá, đừng đặt xong là bom hàng đấy chị ạ. Tại vì em xả cái này xả lỗ rồi, xong là xả rẻ như cho này rồi các chị ơi. Ai bán bộ này 60.000 đâu các chị, giá là trước giá cũ của nó ấy. Để bảo về mà nhập về bán lẻ của hàng toàn bộ hàng 175-185.000 một bộ, bây giờ em tặng có 120.000 đồng 2 bộ thôi các bác nhá. Rồi em qua mẫu các chị này. Đây không tiếp đây. Đây những cái phông này em còn ít và còn nguyên một size thôi các chị ơi, còn nguyên một size L. À lấy con áo đá em mặc này. Đây để em con áo đá em mặc luôn nhé chị nhá. Đây lúc nãy cái chị gì hỏi em là cái áo em mặc có màu đen không, em còn mấy chiếc màu đen nhưng mà bây giờ nó chỉ còn như là còn size L đúng không? Còn size L các chị từ khoảng là 55 cân đổ về. Rồi em bây giờ em còn size các chị tầm khoảng là 55 cân đổ về thôi, 40 cân đến 55 cân ạ. Xả 2 cho em 100.000 một cái. Xả 2 cho em 100.000 đồng một áo, được chưa ạ? Chị Loan Lê Bích có, Trần Phượng ok. Áo có chữ ngắn đằng sau đi là cái gì ạ chị? Hàng A đằng sau á, tí em lên áo crop top sau các chị nhá. Các bác ơi vào livestream cho em xin nút chia sẻ lấy động lực đi ạ. Chị áo Phương Như có, Ngô Thư Nguyền ok em chốt đơn. Áo em mặc là mã xả 2 đi các chị ơi. Hồng em mặc là hồng nhạt các chị nhá. Hồng nhạt này, hồng đậm này. Đấy, màu đen này các chị này, nói chung là mỗi màu nó chỉ còn đủ 2 chiếc ạ, màu trắng cho em này. Bây giờ nó sẽ có ra các chị 55 cân đổ về thôi. Màu đỏ còn một cái này, mỗi màu nó chỉ còn 1-2 chiếc ạ, 100.000 đồng một áo. Các chị từ 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn. Ok không ạ, 100.000 đồng con áo đá, các chị lên là mã xả 2 cho em nhé. Xả 2 cho em màu đỏ này. Toàn bộ hàng áo đá xuất sắc luôn. Đấy, em sale gọi là giá rẻ với nhau này các chị này. Đấy chị ạ, em sale giá rẻ bèo luôn các bác nhá. Và một dòng áo đính đá cho em ạ, xả 2 cho em màu đỏ, cái này em còn đúng một cái này. Màu đen còn đúng 2 chiếc này, màu trắng còn một chiếc này. Đấy, màu trắng còn đúng một chiếc thôi, hồng nhạt hồng đậm mỗi thứ em còn 2 cái. Em tặng các chị nốt 100.000 đồng một áo. Ok chưa ạ? Toàn bộ hàng xuất sắc luôn các chị này. Đá giặt máy thoải mái cho em, không bị bong, không bị rụng các chị nhá. Không bị bay, không bị xù ạ, xả 2 cho em. Trông nắng em hết hàng rồi chị ơi. Trông nắng em sale hết sạch rồi, không còn một tí nào luôn. Đấy chị ạ, Biên Nguyễn có, Thanh Loan có ạ, Cam Thị Chiêm rồi ok em chốt đơn các bác. Cho em xin nút chia sẻ nhá. Cuộc sống mới rồi ok em chốt đơn này, bắt lại xả 2 cho em rồi. Xả 2 cho em ạ. 100.000 một áo, quần em mặc là hàng 29 chị ơi. Trần Bội có đơn ạ, các chị chọn luôn màu em với, tại vì mỗi màu nó chỉ còn 1-2 chiếc thôi. Rồi hết thì em sẽ báo hết luôn trên livestream nhá, tại vì hàng này không có về bù nữa ạ. Không có hàng về nữa. Bây giờ là còn những cái nào là em bán nốt cái đấy thôi. Chị Thu Hương, Trần có, chị Trang Nguyền rồi ok. Mã xả 2 cho em, đây trắng em còn đúng 1 chiếc nữa chị này. Má này nhận hàng không đẹp giả là em, được chưa ạ? Trong vụ toàn hàng 175 thôi các chị. Đợt trong vụ toàn 175, bây giờ nó còn lẻ thôi và em vượt được sale nhá. Còn bao nhiêu em xả rẻ nốt. Mã này là xả 2 đúng không ạ? Xả 2, chị Kim Ngọc lên số điện thoại, Hồng Hoa lên số điện thoại cho em ạ. Vũ Thị Trâm, chị Thắng Tống rồi ok, em chốt đơn Thắng Tống chưa có số điện thoại chị ơi. Rồi em qua mẫu các chị nhá. Đây, con kẻ này cho em ạ. Em cũng tặng nốt các chị 100.000. Chị nào hôm trước mua giá cao hơn các chị thông cảm nhá. Bây giờ là em còn nguyên một size L thôi các chị, từ dưới 60 cân đổ về các chị chốt ạ. Đấy chị ạ, từ 50 cân đến 60 cân em biếu các chị nốt 100.000 đồng một áo. Đây các chị nhìn cho em toàn bộ hàng không Quảng Châu các chị này. Hàng hai mắc trắng cho em. Đấy chị ạ, rẻ nốt các chị ơi 100.000 đồng. Nói sai mắc lọc luôn, hàng này em tất cả là em xả lỗ các chị luôn. Đấy. Chị nào đã mua dòng này thị trường hơi than hơn 200.000 đúng không? Trước hàng em về là hàng 180. Bây giờ em tặng nốt các chị là 100.000 đồng. Đấy, còn nguyên size L nhá. Các chị nào mà hôm trước mua giá cao hơn thì chưa nhận được, các chị chưa nhận được, các chị đừng gom hàng của em con áo này luôn các chị nhá. Với 60 cân em chốt đơn ạ. Vẫn là xả 2 cho em ạ. À quên, xả 3. Xả 3 và kèm số điện thoại cho em ạ. À, không lẻ nhá các bác. Không lẻ của Burberry cho em như này. Xả 3. 50 cân xong, chuẩn bị đặt cái áo kẻ cho chị nữa nhé. Chị ơi đặt theo mã hàng giúp em với. Comment theo mã hàng, áo này mặc sướng lắm em, cảm ơn tình yêu. Đấy chị ạ, chất nhà em các chị không phải suy nghĩ. Đấy các chị chỉ cần chọn kiểu mình thích thôi, còn cái chất lượng không phải, các chị cũng phải lo luôn ạ. Mã này các chị yêu lên đơn là xả 3 đúng không? 100.000 một áo. Đấy chị ạ, em còn ít thôi, đừng comment nguyên kẻ nhá, các chị comment đúng theo mã hàng giúp em với. Nguyễn Huyền có này, Như Phương Nguyễn lên số điện thoại lên mã hàng giúp em với, xả 3 comment đang bị ẩn đây các bác ơi.
Cứ hôm nào lên là ở ở cái gì? Mẫu có cổ em đang về hàng, hôm nay xe hàng nó trả muộn quá, tại vì là đi qua tỉnh nọ qua tỉnh kia là người ta phải test, người ta phải là xếp hàng để test Covid ý, cho nên là xe nó về chậm và tất cả các xe khách nó nghỉ hết rồi các chị ạ. Đấy, đợt này hàng nó về khó khăn cực kỳ luôn. Đấy thôi, em gọi là còn bao nhiêu là em bán nốt 2-3 ngày nữa xong em nghỉ các chị nhá. Bây giờ là còn cái gì em bán nốt, tại vì xe hàng nó về gọi là nó khó khăn như này luôn. Xong là dịch giã thì chị em cũng mua sắm gọi là độ mua cũng giảm đi ấy. Đấy, xong đến nơi là phong tỏa không nhận được hàng, khổ tâm lắm luôn ý các chị ơi. Nguyễn Huyền có này, Trúc Ly có này, Thanh Thủy có, ok. Không có cổ ngày hôm nay nhà em về 3-4 mẫu đấy, nhưng mà chưa trả hàng đâu chị ạ. Chưa trả hàng em. Dạ. Đấy, còn chưa về, con chưa soạn được mẫu ra thì chưa bán được luôn ấy. Đây các chị nào, nhìn áo này, ai bán được hàng Quảng Châu 100.000 áo này em điếu không luôn các chị nhá. Hồng Hoa có, Anh Linh có, Thương Vũ có, Ngọc Hân ok, em chốt đơn ạ, 100.000 một cái. 100.000 một cái lên đơn nào. Nguyễn có, Liên Lê có này, Kim Chi rồi ok, em chốt đơn ạ. Mã này là xả 3, đừng comment E3 nhé, E3 là của tối hôm qua rồi. E3 là của tối hôm qua, các chị đâu nhìn áo này. Trời ơi, E3 là chưa hôm qua đúng không? Đúng các chị ạ. Đấy chị ạ, Kim Chi có đơn ạ, xả 3 cho em 100.000. Đại Nga có ạ, Nguyễn Quý có đơn ạ. Lên đơn hàng cho em các chị nhá. Thảo Nguyễn có này, Liên Lê có này, Nguyễn Thủy ok, em chốt đơn qua mẫu nhá. Hết hàng ạ. Đây tiếp con áo đá này, toàn hàng đá xịn như này luôn. Bây giờ mẫu này em có sẽ có đợt đỏ, trắng, đen. Đỏ, trắng, đen 3 màu này. Được chưa? Đỏ, trắng, đen 3 màu. Mẫu này các chị yêu lên là xả 4 ạ. Chị ơi, các chị nhớ để là số điện thoại nhá. Không có số điện thoại nha, em không chốt được đơn đâu ạ. Xả 4 các chị nhìn cho em áo ạ. Để chạm nhận hàng các chị cứ bóc hàng kiểm tra thử hàng cho em kiểm toán là ok. Đấy nha, em bán hàng rất là dễ luôn ạ. Đấy, dễ cả hai bên nhé, các chị nhận hàng các chị nhớ kiểm tra hàng, kiểm tra chất lượng cho em gửi hãng thanh toán nhá. Bị rộng à, đổi lại được, chị Kim Chi gửi lại em đổi cho. Ok luôn. Còn hàng em đổi thoải mái. Chị đang hỏi mã nào vừa không đấy chị Lê Hòa ơi. Bây giờ các chị cứ lên số điện thoại đi, xong rồi nhân viên em tư vấn, nếu mà có vừa thì em gửi. Hùng Thảo ơi, em bị làm sao đây? Cái mã xả 3 chị là cổ tròn mà em chốt cổ tim, chị lấy đâu ra hả em? Em có nhìn mã không lại chốt đấy em? Cái mã xả 3 chị like là like cổ tròn, chị mặc như nào chị like như thế mà bây giờ em chốt cổ tim thì chị mới là đâu ra cổ tim để chốt cho em thế? Đây nha. Rồi các chị nhìn kỹ hộ em với, hôm ngày mai cứ đòi xả 2, à xả 3 cổ tim mà em không mới ra đâu được đâu. Em có một cái đây ạ, à, đen em có size các chị từ dưới 60 dưới 63 cân. Ê chị ạ, em đang có màu gì ạ? Đen đỏ trắng. Không còn đâu em ơi, hết rồi. Giờ này thì chị cũng còn đâu. Đấy, 40 cân đến tầm khoảng là 62-63 cân. Mã này em có size vừa các chị nhá, 40 cân đến 62-63 cân ạ. 100.000. Ok chị ạ, 100.000 đồng một áo. Mã này các chị yêu lên cho là xả 3 đúng không? À xả 4 đúng không? Xả 4 cho em, màu đỏ, màu đen, màu trắng. Xả 4 đỏ, đen, trắng nhá. Còn crop top chị ơi, crop top thì em lên sau ạ, nhưng mà crop top em chỉ còn màu đen thôi. Chị Kim Chi có đơn mẫu này, chị ơi bốc lên cho em xem còn bao nhiêu cái em chốt nốt này. Đấy, còn có bằng này chiếc các chị nhìn cho em ạ, toàn hàng túi zip cho các chị yêu như này. Đấy chứ ạ, 100.000. Đấy, 100.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng cho là xả 4 và kèm số điện thoại cho em. Ok chứ ạ, cái gì? Đi vào trong xóm, đi vào trong xóm. Chị Đinh Hồi có này, xả 3 2 cái, áo gió 2 cái, ok vui Nguyễn này. Chị hỏi xả 3, xả 3, nói chung là tùy chiều cao ấy chị ạ. Bây giờ em không chốt được tư vấn những từng chị ở trên live như này được, các chị thông cảm nhé. Chị Hòa ơi, khách quen, các chị có để lại số điện thoại đi. Tại vì là các bạn nhân viên thì em sẽ hỏi các chị chiều cao cân nặng sau ạ. Ngô Thư Nguyệt chốt đơn màu trắng này, xả 4 cho em 100.000 các chị nhá. Áo đá các chị giặt thoải mái cho em đi. Đấy chị ạ, Nguyễn Ngọc có đỏ đen này, trong chồng sinh có, Thủy Ly Trần ok em chốt đơn ạ. Xả 4 mà kèm số điện thoại cho em 100.000, được chưa ạ? Đấy, gọi là giá hỗ trợ dịch cho các chị luôn, xả nốt cho nó gọn hàng em nghỉ nha các chị nhá. Xả nốt cho gọn hàng em nghỉ luôn các chị này. Để chị ạ, xả 4 cho em 100.000 một áo. Chị Tít Bông có này, để chị ạ, Thảo Mai Vi ok chốt đen này. Cái gì mà mai hàng về. Đấy, xả 4 các chị nhá, toàn hàng không đẹp không xịn như này, các chị giặt đá máy thoải mái cho nó không bong đá luôn ý. Quỳnh Lương có này, áo kẻ 100.000 một cái, chị Chấu Trần ok, ông Lực Bảo Hợp chốt đơn này, 100.000 một chiếc em qua mẫu nhá. Chị yêu lấy cái xả 4 các chị lên đơn hàng cho em ạ. Cho toàn luôn mã này đi. Toàn luôn.
là xả mấy ạ? Xả 5 đúng không? Xả 5 cho em ạ. Em còn đỏ, à quên, còn đen trắng một. Đỏ em chỉ còn đúng một cái thôi nhá. Còn nguyên màu đen và màu trắng. Mã hàng lên chưa là xả 5 cho em ạ. Xả 5 mà kèm số điện thoại các chị này. 100.000. Được chưa ạ? 100.000. Oanh Phạm ơi, lên số điện thoại giúp em với. Được chưa ạ? Không đóng tên các chị có được chốt đơn bình thường. Chị Phạm Hà có ạ. Nguyễn Thùy rồi, ok em chốt đơn nhá. Chị đang mặc size nhỏ nhất em ơi. Cái nào là size L, XL là chị mặc size L. Còn cái võng này là 1X, 2X thì chị mặc 1XL. Nó tùy từng form áo thôi. Nó tùy từng cái mã hàng mình đánh size. Những cái mã hàng tùy từng xưởng để đánh size. Chứ không nó không theo một cái kiểu dập khuôn là hàng này nó phải có SML, hàng kia cũng phải có SML. Đấy, nó tùy từng xưởng để đánh size. Tùy từng form áo. Thì nhân viên thì em mới cần thuê nhân viên chốt đơn chứ tư vấn cho khách. Chứ nếu mà cái nào nó cũng form như thế thì cần gì để nhân viên chốt đơn, đúng không ạ? Khách quen nhà mình cứ mặc size đấy thì mình gửi thôi. Nhưng mà mỗi một cái mã hàng thì nó có những cái size số nó khác nhau ấy. Rồi chị Luận Nguyễn có mã này xả 5 đúng không? Xả 5. Em chưa lên mã cái chị đã chốt rồi. Thì nó có đen trắng các chị nhá. Có đen với có trắng cho em ạ. Mã hàng chưa là xả 5 mà kèm số điện thoại cho em. Đen trắng form các chị tầm khoảng là 60 cân đổ về, 40 cân đến 60 cân. Ok không các chị này? Đen và trắng hai màu. Để chạm màu đen với màu trắng hai màu cho em mã đá các chị này. Dòng đính đá cho em. Nguyễn Thùy có, Oanh Phùng có đơn ạ. Được chưa ạ? 100.000 một áo. Thúy Ly Trần có này. À, mẫu xả 5 đẹp em cảm ơn chị nhá. Được chưa ạ? Trong chóng sinh có này. Thùy Ly Trần có, Luận Phùng ok em chốt đơn. Chị Tài Nguyễn Duy có lấy lên số điện thoại cho em nhanh không hết. 100.000 một cái hàng này em sẽ không về nữa đâu. Được chưa ạ? Hàng nó về khó khăn như này, xe hàng không có. Được chưa ạ? Cấm hết các xe rồi các chị ơi ạ. Buôn An có này. Nguyễn Hạnh có đơn ạ, xả 5 cho em. Đây các chị nhìn áo nhá. Từ cái túi trở đi toàn bộ hàng không hãng các chị yêu. Hàng Quảng Châu. Để chạm hàng Quảng Châu cao cấp. Chị Nguyễn Luận có này. Minh Thuận Nữ rồi ok, chốt đơn xả 5 này. 100.000 đồng ạ. Hai màu đen trắng các chị nhá. À mã này có size 65 cân luôn này. Mã này có size từ 40 cân đến 65 cân. Từ 40 cân đến 65 cân có size đấy. Mã này có 1X hay 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn à. Được chưa ạ? Nguyễn Luận có này, Nguyễn Ngọc Hà có này, Yến Đỗ chốt gộp đơn này. Chị ơi, Đinh Hồi ơi, chị cứ lên số điện thoại đi. Ngày mai như viên em tư vấn sau nhá. Bây giờ tư vấn từng chị trên live này để em sao tư vấn được. Chị Làn Bùi có này, Hoa Bằng Lăng có màu trắng này. Giá hai đen giá năm trắng ok luôn nhá. Để chạm 100.000. Ai bán được con áo này gọi là chẳng ai bán lỗ. Lỗ quá mức độ như này luôn các chị ơi. 100.000 một cái, con này trước nhập vào đã gần 150 một cái rồi. Để chạy nên bán 175. Còn cộng cả cước tiếp về các kiểu luôn, thuê nhân viên chốt đơn gói hàng. Xong lại còn tính mà tiền bơm hàng hoàn về nữa. Đấy, bây giờ là xả lỗ chết xả cạch luôn các bác ạ. Năm nay dịch gọi là cái gì cũng khó. Chị Mai Loan có, Tinh Bùi ok, Nguyễn Lan ok, chốt đơn 100.000 cái áo. Đẹp min man như này. Bình Dương ship được đấy. Đấy, bây giờ nhiều chị muốn mua mà có ship được hàng đâu. Nếu chị nào mà đang ở trong vùng và an toàn thì các chị lấy nhá, các chị mua nhá. Để chào ông Lực Bảo Hợp này. Mày em còn 7 chiếc đỏ, em còn đúng một cái sao ấy nhỉ? Còn đúng một con màu đỏ, các chị nào lấy các chị lên đơn cho em ạ. Xả 5 đúng không? Xả 5 mà kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Hoàng Loan có, Trần Thảo Nguyên có, Mạc Nhiên ok, Tụy lên ok, chỗ đơn ạ. Mỗi này 100.000 một áo các chị nhá. Rồi hết hàng các chị này. Trang Hà có đơn, xả 5 đen mai chiều mai chị xuống lấy, chị xuống buổi sáng thì buổi chiều không còn đâu. Chị xuống thì chị xuống buổi sáng nhá. Chiều em không dám hứa là còn hàng hay không ấy, tại vì khách chốt nhiều như này xong chiều xuống đến nơi là hết lại bảo là chị chốt trên live thì không để cho chị. Đấy. Ai bán 100.000 áo này chị mua đi mua hàng xưởng chẳng có luôn ấy. Mạc Liên có, trong phóng sinh có này, Phạm Xoan ok cho đơn, Anh Ngốc có đơn hết hàng nhá. Hết rồi các bác ơi. Đây như các bác toàn là mã xuất sắc, trong kia còn hàng không chị? Nào chị bốc trong kia xem còn nào, vét nốt đây cho em. Đây các chị này. Mấy chị áo này. Toàn bộ xịn cho các chị luôn nhá. Nhìn cho em con từ cái túi bên ngoài các chị này. Đấy, không bị xù, không bị bay, không bị giãn cái đường chỉ. Các chị giặt máy giặt thoải mái cho em. Được chưa ạ? Em nói thật các chị, nếu mà mặc áo này về các chị vào giặt mà nó bị bong đá các chị cũng nhổ mặt em luôn. Em nói thật, tính em thẳng. Tại vì là những cái mã nào mà em cảm thấy ok mới bán ấy. Những cái mã nào không ok em nói luôn trên live với khách em là đừng chốt mã đấy để em gửi lại em trả lại người ta. Như cái mã này các chị yêu yên tâm luôn các chị này. Đá nó làm nó ép nó chắc lắm luôn đấy các chị yêu. Đấy chị ạ, mã này các chị có là xả 6 nhá. Xả 6 đúng không?
Xả 6 cho em có mấy màu? Trắng xả 6 trắng đỏ đen đúng không? Rồi em thử lên màu trắng đi, lại có lên màu đen rồi. Xả 6 kèm số điện thoại này. Chất nó mát lắm các bác ạ. Chất mát nhá. Thì toàn bộ cái hình nó trông nó đẹp. Túi đã xịn sò rồi mà em cảm ơn chị. Rồi xả 6 Thùy Ni Trần có đơn. Em dơ 3 màu luôn chị nhá. Đỏ đen trắng. Nếu mà không phải dịch giã thì chị em mình không bao giờ được mua hàng giá rẻ như này. Thật sự luôn là em nhập không nhập được giá rẻ thì em bán cho các chị đâu. Đấy bây giờ tất cả các chợ cấm. Không đóng, không được mở cửa này. Đấy xong là xe cũng cấm. Hàng không có về hàng, bây giờ là còn gì bán đấy thôi các bác ơi. Còn gì bán đấy thôi nhá. Form các chị dưới 65 cân cho em. Form dưới 65 cân ạ. Xả 6 cho em màu đỏ này các chị này. Chị nào không chốt được xả 5 màu đỏ các chị chuyển sang mã xả 6 giúp em nhá. Màu đen này các chị này. Để chọn màu đen cho em xả 6 này. Dark mark thịt sò luôn. Những cái mã này các chị đi mua shop ý. Ở mua các shop người ta bán lẻ ý. Toàn hơn 300 hết. Để chọn toàn hơn 300 nghìn. Ok chưa ạ? Đấy xả 6 giúp em nhá. Bao nhiêu tiền nhỉ? 100 nghìn à? 100 nghìn đồng. Còn các chị dưới 65 cân ạ, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn. Có chứ chị. Chị Thùy Linh 62 cân, 65 cân đổ về em chốt. Đấy chị ạ, có size 2XL mà chị Vũ Hiền có trong chống sinh rồi ok. Thùy Linh lấy lên số điện thoại giúp em, có 3 màu nhá. Áo này mình nhận được 5 áo rồi, em cảm ơn tình yêu. Đấy, những chị nào đã nhận được áo như cái áo đá như em rồi cho em xin một cái feedback. Cho em xin một cái feedback rồi. Em ơi, năm ngoái như em chuyên áo đá. Các chị mua cũng nhiều dã man luôn. Có chị khách còn mua 450 cái áo đá các mẫu khác nhau luôn nhá. À, chị Huyền ơi, có size các chị trên 40 cân. Đấy chị ạ, có size thì trên 40 cân đến tầm 65 cân đổ về chị. Trúc Ly có trắng đen rồi đơn. Trang Hà có màu trắng này, Vũ Kim Dung rồi ok tình yêu ạ. Xả 6 nhá các chị nhá. Các chị nhìn qua cho em ạ. Đấy chị ạ, màu đỏ thì em còn có vài chiếc, chủ yếu là có đen trắng. Nói chung áo đá đen trắng các chị dễ mặc. Đấy chị ạ, dễ phối đồ. À, áo đá này mua cho cả chị em cùng chỗ làm, không biết bao nhiêu chiếc rồi, chất đẹp đanh mịn luôn, em cảm ơn chị. Đấy, nói chung là em tự tin lắm, những cái hàng em bán ra em tự tin cho các chị là chất nó đẹp. Đấy chị ạ, tại vì như em có cho các chị đồng kiểm trước, cho nên là không bao giờ bán cho các chị cái hàng linh tinh. Đấy, chọn chất rất là kỹ luôn và vượt được hàng sale là các chị không phải suy nghĩ về giá cả luôn các chị nhá. Chất đẹp, giá đẹp. Đó, chị Liên Hoàng lên mã hàng giúp em với. Dung Quý em có này. Hiền Nguyễn Thị Thanh ạ, hôm nay không có cổ nhưng em có hàng nhưng mà hàng xe nó chưa trả. Đấy chị ạ, xe chưa trả tại vì là nó tắc đường các kiểu luôn các chị ơi. Đấy chị ạ, nó về hàng nó không được suôn sẻ như mọi khi, nó không về được sớm. Chị Kim Nana có, Nguyễn Hệ có, Vũ Kim Dung chốt đỏ đen xả 6 này. Đấy chị ạ, comment ẩn quá thực sự luôn. Trong chóng sinh Vũ Hiền có, anh Phùng rồi ok. Thùy Ni Trần có, anh Phạm ok chốt đơn. Xả 6 và kèm số điện thoại cho em. Trang Nguyễn có, Thu Hà Lê có này, Hải Yến chốt trắng đen 49 cân ạ. Xả 6 và kèm số điện thoại cho em nhanh tay các chị nhá. 100 nghìn một áo. Đấy chị ạ, 100 nghìn đồng. Chị Nguyễn Thị Lệ Phương có đơn ạ. Lê Thị Dung ok chốt xả 6. Em qua mẫu nhá. Tiếp đi. Đấy chị ạ, chị em mình hôm nay cứ gọi là xã cánh toàn mã đẹp. Cứ gọi là xã toàn mẫu đẹp thôi các chị ơi. Mã này các chị yêu lên cho là xả 7 ạ. Xả 7 và kèm số điện thoại này. Cái này có hồng đậm hồng nhạt, cái lại là màu cho màu đậm hồng nhạt còn. Chị ơi bọc cái này ra, nó lẫn vào này. Còn đúng một cái màu đen thôi, còn hồng đậm hồng nhạt là chủ yếu. Hồng đậm hồng nhạt là chủ yếu các chị nhìn áo này. Để chị ạ, phê tít luôn các chị nhá. Mã này các chị yêu lên là xà 7. Các chị cứ làm đủ màu sưu tập đi ạ. Mỗi hình một mẫu, mỗi hình một mẫu tại vì bây giờ có 100 nghìn. Cô thấy đẹp rồi lại lấy cho cô luôn. Rồi ok Thùy Linh nhá. Em cứ lên đúng mã hàng đi. Tại vì là nhiều mẫu này mà em cứ lên là cho em cái màu trắng hoặc cho em cái màu đen này. Ngày mai nhân viên đi làm các bạn không biết chốt mã nào đâu. Mã này các chị yêu lên cho là xà 7. Xà 7 cho em ạ. Còn size gì nhá? Hình như bây giờ chỉ còn size cho các chị yêu từ khoảng là 40 cân đến 55 cân thôi. Đấy em chỉ có nguyên size L nhá. Còn nguyên size L các chị 40 cân đến 55 cân đổ với em chốt đơn. Màu đen hình như còn một chiếc đúng không? Còn màu đen còn đúng một chiếc. Màu đen còn đúng một cái. Được chưa ạ? Màu hồng cho em. Màu hồng cho em ạ. Mã này xà 7 ạ. Chị ơi khéo nhưng phải đi đôi với chất lượng nữa chị ạ. Nếu mà khéo mồm mà đến nơi chất xấu thì khách hàng không bao giờ nhận đúng không ạ? Em ấy thật.
Đấy, đồng tiền đi liền khúc ruột. Bây giờ mà em nói khéo bao nhiêu ở trên live, nhưng mà đến nơi hàng xấu thì khách hàng chắc là không bao giờ khách hàng nhận. Đấy, trừ khi là hàng mình đẹp thì mình nói thế nào cũng được. Đấy các chị nhá, mã này là khách hàng lên đặt xả vẩy cho em 100.000 cái. À cái này có cái XL này chứ, không? Cái này hồng này, à nhưng mà nó còn size L là chủ yếu thôi. Đấy, XL nó còn ít, màu hồng thì có LXL này, màu hồng nhạt thì có LXL này, hồng đậm thì em có size L thôi. Đấy, size L các chị cứ dưới 55 cân cho em, còn màu hồng đậm này, à hồng nhạt các chị cứ tầm dưới 62 cân đổ về em chốt đơn nhá. Lên áo tay lỡ đi em, áo tay lỡ là sơ mi tình yêu. Mã này xả bảy cho em. Rồi, nhanh nhận được chất phê đấy, em cảm ơn ạ. 100.000 một cái, các chị tiệm hàng, các chị cứ gọi là rung tay, tại vì nó đẹp quá các chị ạ. Tại vì nó đẹp quá, các chị yêu nhìn cho em này. Đá toàn bộ là đá màu sáng lấp lánh luôn như này. Đấy, hồng nhạt thì có LXL, còn màu hồng đậm thì em có size L thôi. Bây giờ nó hiện tại nó cứ lẻ size này, em tặng nốt các chị yêu 100.000 một cái, 100.000 một cái nhá. Chị Giang Hoàng có lợi thái rồi ok, thanh thủy rồi ok, em chốt đơn này, xả bảy cho em ạ. Xả bảy kèm số điện thoại. Đấy, nhiều người mua xong là các chị hàng xóm rồi là cùng cơ quan, cùng công ty với nhau thấy đẹp lại nhờ mua hộ ấy. Đấy, mỗi một hôm là gọi là cứ vài trăm áo đá một buổi livestream em bán gọi là nhẹ như lông hồng. Chị Nguyễn Hạnh rồi ok, hồng hoa lên đơn kèm số điện thoại cho em ạ. Hảo Nguyễn ok này, Thùy Ly Trần có đơn hàng xả bảy ạ, Luận Phùng có hồng nhạt các chị nhá. Chị nào lấy đen em còn cũng một chiếc, thì ngày mai chị nào lấy kèm đơn hàng các chị báo là lấy thêm màu đen của mã xả bảy. Đấy chứ em không lên màu đen nữa tại vì hết hàng rồi ạ. Cái chị này hồng đậm hồng nhạt trên xà bảy, màu hồng là hồng quang 10 giờ các chị ơi, trông nó trẻ và trông nó tôn da lắm. Rồi chị Trôi Bèo có ạ, Trinh Bùi có này, chị Phượng Nguyễn rồi ok, chị Hồng Hoa comment mã hàng kèm số điện thoại cho em, không có điện thoại em không lên đơn được đâu chị ơi, máy tính tự động nó hủy đơn ấy. Đây hồng nhạt đây, chị nào lấy hồng nhạt các chị lên mã hàng chứ là xà bảy cho em màu hồng nhạt nhá. Thì em chỉ mặc size L, thì em thích mặc ôm ôm thì em mặc size L, còn nếu mà em thích mặc rộng thì em mặc size L, áo XL. Chị đặt áo đá này không nhầm chắc phải 20 cái rồi mà giờ vẫn chốt nữa, kéo vỡ nợ với nhà em chị. Làm gì đến nỗi vỡ nợ chị. Đấy, tiền ở ngân hàng nhà nước lo chị ơi, mình không phải lo đâu, yên tâm đi. À, em cảm ơn các chị nhá, chị Sinh Bùi có ạ. Áo thun tăm không chị ơi, nhà em chỉ bán cái dòng ở chất cốt tông ấy, các chị mặc nó không bị rão, nó không bị mai, không bị xù ấy. Và các chị mặc nó không bị rão cái đường này, các chị đặt đường may ấy. Đấy, nhận hàng được đồng kiểm trước khoản thanh toán các chị nhá. Được kiểm hàng trước thanh toán luôn các chị nhá. Rồi em qua mẫu xả bảy này, tại vì là những cái mẫu này mỗi mẫu nó còn số lượng ít thôi, lên lâu là không có hàng chốt. Lên lâu là không có hàng chốt. Và em sẽ gọi là tua nhanh. Chị ơi cho em một cái mã ở trong chỗ ok. Xem còn bao nhiêu cái thì chị nào thích mẫu đấy tặng nốt các chị vài chục nghìn nốt cho gọn. Nó hơi khác hình nhau một tí. Khác không? Là để lấy dấu không? Chai neo mà. Con này cũng là chai neo. Không biết còn giống không? Con này con kính này. À lúc cũng cùng một mẹ nó ra chứ còn. Hả? Phải không? Phải. Cùng. Đây là xà 8 nhỉ? Xà 8 cho em. Được chưa? 80.000 một áo. 80.000 đồng các chị lên đơn hàng kia là xà 8 màu kèm số điện thoại này, đen trắng này và màu ghi cho em, màu xanh em còn đúng 1-2 chiếc thôi. Được chưa? Đỏ còn 1 chiếc các chị nhá. Mã này là xà 8 màu kèm số điện thoại cho em. 80.000. Được chưa? Em tặng các chị nốt 80.000 đồng. Đây màu khói, màu cửa, màu ghi xám cho em ạ. Màu ghi xám này các chị này. Được chưa ạ? 80.000 một chiếc. Em cặp nốt các chị 80. Trắng, đen, ghi là ba màu em còn nhiều nha các chị nha. Còn những màu xanh, màu đỏ thì em còn ít thôi. Màu xanh, màu đỏ chỉ còn 1-2 chiếc thôi ạ. Con này các chị có size đến 65 cân. Từ 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Món này các chị yêu lên cho là xả 8 và kèm số điện thoại. 80.000 một áo. Được chưa ạ? 80.000 đồng ạ. Chị Hoàng Yến có ạ. Được chưa ạ? Chị Đinh Hảo lên số điện thoại giúp em với. Các chị nào có đơn các chị comment cho em sẽ dồn đơn với nhá. Chị Lê Thị Hải rồi ok luôn này. Các chị này nhìn màu cho em nhá. Toàn bộ hàng 200 mấy. Được chưa ạ? Bây giờ em tặng các chị có 80.000 đồng. Các chị yêu nhìn cho em nhá. Toàn bộ hàng chất lừ luôn các bác này. Được chưa ạ? 80. Đỏ em còn 1 chiếc các chị nào lấy các chị lên đơn cho em. Đỏ còn 1 chiếc size XL ạ.
size XL. Đây các bà ơi, đẹp chưa? Đấy chứ ạ, xịn sò luôn các chị nhá. Hàng này không phải là hàng xưởng đâu, các chị yên tâm luôn. Đấy chứ ạ, không phải hàng xưởng nữa các chị này, chất nó mịn lắm. Đây là xả tám đúng không ạ? Xả tám và kèm số điện thoại cho em. À em cảm ơn chị Đô Luyến nhá, nhận được hàng chất đẹp mà thích lắm. Chất nó mát và chị nó không bị nóng đâu. Xong rồi nó không bị bay không xù nữa. Em chọn chất cho các chị thì các chị cứ yên tâm luôn, các tin tưởng em. Đấy chứ ạ, nhận hàng các chị mình cứ bóc hàng kiểm tra trước. Đấy, xem có đúng như chấm mẫu trên like quảng cáo không các chị nhá. Thì em không phải là cái kiểu mà trêu đầu dê bán thịt chó đâu, các chị yên tâm luôn. Rồi xả tám ạ. Xả tám màu ghi rồi, ok, xanh thì em còn đúng hai chiếc màu xanh rồi là hết này. Đấy chứ ạ, còn đúng hai cái màu xanh thôi, chị nào lấy màu xanh các chị lên đơn cho em. Xả tám màu xanh này. Ok chứ ạ, xả tám màu kèm số điện thoại cho em. Chất lừ luôn này các chị ơi. Đấy chứ ạ, ai bán áo này 80.000. Đấy chứ ạ, em thanh lý nốt các chị nhá. Đây màu ghi cho em. Màu ghi em chưa dở ra hay sao nhỉ? Đây màu đen này. Đây màu đen cho em ạ, xả tám. Đấy, chả biết bao giờ mới hết dịch đây. Chị em mình gọi là cho nó ổn định. Chưa năm nào thì căng như năm nay nhỉ. Năm ngoái còn gọi là túc tắc được, cái năm nay gọi là gần như đóng băng. Các chị nhìn áo này, đấy chứ ạ, 80.000 các chị nhá. Quần em mặc là quần đỉnh 2. Đỉnh 2 em còn có vài chiếc thôi, hàng 290 ạ. 350 được sale 290.000. Hàng quần bò, hàng Quảng Châu các chị nhá. Quần bò hàng Quảng Châu có dáng là dáng Becky. Đấy chứ ạ, Bạo Hương có ok là chị Nguyễn Lan có ạ. Chị Phạm Thị Mai có ok, cứ tưởng đơn một ghi. Chị nào lấy các chị lên đơn cho em, chú là còn đen trắng với ghi các chị nhá. Đen trắng bằng ghi ạ, 80.000. Ok chị ạ, 80.000 đồng một áo ạ, 80.000 một chiếc. Tặng lúc các chị là con các chị dưới 65 cân đổ về. Cứ dưới 65 cân đổ về em chọn đơn rồi qua mẫu các chị này. Qua mẫu luôn. Đây. Mẫu này cũng còn vài cái. Thấy chưa? Mẫu này có hồng nhạt của size XL. Bây giờ mẫu này còn nguyên XL. Mẫu này là còn nguyên XL các chị nhá. Ok chưa ạ? Mẫu này là xả 9 ạ. Xả 9. Phao siêu nhẹ á, chị thích phao siêu nhẹ à? Phao siêu nhẹ cho em một kho. Mà bây giờ thôi em lên hàng hè trước đã các chị nhá. Còn hàng đông thì đã đến đông đâu mà phải lo đúng không ạ? Đỉnh ngay 65 cân là 65 cân tùy chiều cao đấy chị Hiền Giang ơi. Chị Trọng Thơ, anh Thơ ơi lên số điện thoại giúp em. 58 cân có vừa, chị Hương Lê có xả tám xanh trắng ạ. Mã này các chị lên đơn cho là mã gì ạ? Xả 9 ạ, dưới 60 cân nhé các chị yêu. Dưới 60 cân em chốt đơn. Ok chị ạ, dòng của nó đá cường các chị này. Kết đá cường cho em ạ, dòng đá cường khâu tay ạ. 100.000 một áo các chị luôn này. Em có là hồng nhạt, bây giờ còn hồng nhạt thôi các chị nhá. Hồng nhạt này. Màu đen còn một chiếc, màu trắng em còn một chiếc. Không, các chị dưới 60 cân cho em. Trên 50 cân đến 60 cân. Ok chị ạ, từ 50 cân đến 60 cân ạ. 100.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng cho em. Nó còn số lượng bằng này thôi các chị ơi. Còn vài chiếc thôi em tặng nốt các chị giá 100. Chị Hộ Hà Khánh Linh rồi ok ạ. Ôi giời, em ơi hôm nay chị bận không nghe được máy thứ hai gọi chị nhé. Thứ hai thì em không chốt được đơn rồi chị ơi. Đấy chứ ạ, nhé em đơn nào chốt đơn đấy. Đấy có ship được Đắk Lắk không em, rồi Đắk Lắk đang bị giãn cách toàn tỉnh rồi. Thế thì làm sao ship được ạ chị? Giãn cách đấy, miền trong giãn cách nhiều dã man luôn đấy này. Hà Nội cũng giãn cách rồi. Đây Phương nó phải đợi mai xin giấy. Đấy, mai ngày mai là bên Viettel người ta sẽ là cho những cái vùng mà bị giãn cách ấy, những vùng nào bọn em ship hàng được thì em sẽ thông báo các chị nhé. Bây giờ là phụ thuộc vào bên chuyển phát thôi. Đấy, bên chuyển phát người ta ship được vùng nào thì bọn em mới dám gửi cho, chứ còn bây giờ mà gửi đến nơi thì người ta cũng đẩy hàng về thôi ấy, không ship được. Thế là thôi tình trạng chung. Tình trạng chung năm nay. Rồi ạ, xả 9 nhá các chị nhá. Xả 9 kèm số điện thoại cho em 100.000 ạ. Áo em mặc 65 cân á, 65 cân em sợ mặc hơi chật chị ơi. Tại màu này màu sáng, cái dưới 60 cân đổ về thôi. Đấy. Không chốt đơn là không chịu được đúng không ạ? Nó ngứa tay. Nó ngứa tay. Đây ạ, xả 9 cho em nhá. Đính đá cho em các chị này. Trắng đen hồng rồi chốt luôn cả ba màu. Chị Huyền đào lên, Huyền đào lên số điện thoại ạ. Chị Phương Xuyến ok, chị Nguyễn Thị Thu rồi ok, em chốt đơn này em qua mẫu nhá. Mã này là xả 9 ạ, xả 9 kèm số điện thoại cho em. Form này form vừa các chị này, không bị dài quá, không bị ngắn quá. Form này ai cũng mặc được. Cái trạng đá của nó rất là đẹp luôn các chị này. Nó gọi là đá cường, đá
cá cường không tay nhé các chị nhá. Đây ạ, nó không tay bên trong luôn á. Nếu không phải là gắn đâu các chị yêu. Cho nên là các chị giặt cho em thoải mái. Nó không bị bong đá. Đấy, những áo đá mà nó bị rụng đá các chị nhìn nó rất thẩm mỹ là không muốn mặc luôn ấy. À, hôm nọ mua hai cái đen đỏ rồi nhìn vẫn muốn mua, em cảm ơn chị ạ. À, chị Tuyện Liên rồi, ok em chốt đơn. Các chị đổi mã thoải mái được các chị nhá. À, số 25 nhà mình đấy, mình ở đâu đấy mình ơi? Đấy chạm mình ở đâu thế? Cây 25 nhà mình chắc là mình cũng ở Tuyên Quang phải không? Comment em cũng đọc lại để comment đã trôi qua rồi này. Đấy, comment nó cứ bị ẩn như này. Rồi chị Thu Hương Trần à, quần công sở màu nâu hết rồi á con. Quần công sở như em vẫn về hàng thêm mà chị. Chị ưa cho em một mã quần đi. Quần công sở đi. Lên mã này đi. Ờ, mã kia cũng được. Rồi đợi em tí em lên quần công sở luôn nhá. Lên luôn quần công sở xong em lên kèm áo đá được chị ạ. Quần em mặc 42 cân á. 42 cân, quần này mặc size S thôi. 40 cân đến tầm khoảng là 62 cân đổ về chốt quần này. Được chưa ạ? Em mặc size M này, thì các chị trên 40 cân các chị mặc size S. Đánh cho nó chậm. Đây quần công sở đây các chị này. Đấy chị, các chị nhìn quần này. Màu phê nhá, quần này em vẫn đang về bù thêm ý, nhưng mà nó hơi bị chậm. Ờ, thế thì hết mã nào chứ, mã này thì em còn. Quần này là Q5 à? Quần này là quần Q5 cho em. Đây các chị này, SMLXL đủ size nhá các chị nhá. Màu nâu này đủ size nhá các chị này. Cái màu nâu là em về bù thêm chứ hôm trước thì cũng hết hàng rồi. Xả chín cũng 100.000 chị ơi, nhà em không có bán đồ bầu nhá tình yêu. Không có bán đồ bầu ạ, chị Quỳnh Trần. Chỉ còn size L là cái gì, chị Nguyễn Vân, ok. Quần đang mặc là 290 chị. Quần em mặc là quần bò 290.000 ạ. Quần bò hàng Quảng Châu và quần bò giấy các chị nhá. Nó hơi xước và có, nói chung là họa tiết của nó rất là đẹp. Nó không bị là lố quá. Chị Hoàng Thị Nga rồi, ok em chốt đơn ạ. À, lên áo sơ mi tay lỡ chị mua. Không, em nghỉ chị không mua được à? Là à, rồi đợi em một tí. Bây giờ em lên các chị ở quần công sở nữa chị nhá. Này em về tới về lui về tái về hồi vẫn còn khách hàng vẫn hỏi. Mã này có size các chị tầm khoảng 57 58 cân. Quần này sẽ có size các chị tầm 57 58 cân đổ về. Quần này thì em lên các chị một mẫu này. Nó sẽ có hai màu là màu nâu với màu đen các chị nhá. Nâu với đen hai màu. Form từ 57 cân 58 cân đổ về, trên 40 cân đổ lên. Mã này các chị comment là quần Q5 và kèm số điện thoại cho em. Ok chị ạ, Q5 mà kèm số điện thoại cho em ạ, 140.000 một quần. Ok chưa các chị? 140 các chị nhá. Đấy, bây giờ quần này còn không về được hàng luôn ý. Hàng này là em đặt vào hôm qua mới về. Hôm qua về thêm ạ. Áo chị mặc là 100.000 đấy em. 100.000 nhá. Áo chị mặc là xả chín. Còn quần này các chị coi là quần Q5 giúp em rồi. Q5 em có màu nâu và Q5 em có màu đen hai màu ạ. Khoảng các chị từ 40 cân đến 58 cân. 40 cân đến 58 cân là chị nào đã nhận được dòng quần công sở, dòng quần Âu thì em ở cho em xin một cái feedback rồi. Cái kiểu là nhìn trông nó rất là đẹp luôn các chị này. Ok chưa ạ? Cái đằng sau các chị nói chung là nó che khuyết điểm mà chị nào bụng béo nó cũng bị lộ các chị nhá. Tại vì nó có phần xếp ly khuy các chị này. Đấy, cả của nó hơi cao một chút và cái phần thiết kế này nó thay đai lưng. Nó thay dây lưng cho các chị luôn, không cần phải thiết kế dây lưng luôn ạ. Các chị để vuông mặc bình thường đẹp mà không cần sơ vi, đẹp mà các chị mặc sơ vi lên là càng đẹp luôn. Các chị này, mã này các chị coi là Q5 cho em rồi. 140.000. Ok chị ạ, 140 cho em. Đó, các chị đi may mấy trăm nghìn, hơn 300.000, 300.000 một cái còn không đẹp như thế này luôn ý. Mà quần này em bán cho các chị 140 mà các chị mua các shop người ta bán không bao giờ dưới 200. Đây, nói chung là đen thì đen truyền thống rồi. Còn chị nào thích màu nâu trông nó lạ mắt thì các chị lấy thêm màu nâu. Đấy, như em về chủ yếu là màu nâu ấy, màu đen thì nói chung là
Các chị có nhiều khi các chị nhiều quần màu đen rồi các chị chuyển sang lấy cái màu nâu cho em thì trông nó khác khác một chút ấy. Đây, Q5 nhé các chị nhá. Q5 cho em 140.000 một quần ạ. Q5 140 cho em ạ. Đây các chị này, cái cạp đằng sau rất là lạ luôn các chị nhá. Có phần xếp ly cho em ạ. Hơi xếp ly một chút. Thiết kế là không cần dây lưng. Rồi mã Q5 cho em nhé các chị nhá. Nhà mình còn bộ lụa không ạ? À? Bộ lụa nhà em còn đúng mấy bộ quần dài và lẻ size thôi. Chị Lâm Dự rồi ok. Chị Nguyễn Vân rồi ok ạ. Trông nắng La Loma em hết hàng rồi tình yêu ơi. Trông nắng La Loma hết hàng. Đấy, chị nào lấy comment cho là quần Q5 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên phòng đẹp thế cái quần này. Em về không biết bao nhiêu chuyến rồi các chị ạ. Về bao nhiêu chuyến rồi mà khách vẫn nhắn tin hỏi, khách hàng vẫn đặt trên tin nhắn bình thường ấy. Chị Ngọc 8 rồi ok, em chốt đơn quần Q5 này. Chị yêu lấy các chị lên đơn cho em nhé. Đây áo này là mã bao nhiêu? E19. Áo này là mã E19 ạ. E19 em có tất cả là có 5 màu. Đây áo đây, áo tay lỡ đây chị này. 160.000 đủ màu đủ size. Áo này dòng 160 ạ. Đây các bác này, áo này là 160. Đủ màu đủ size các chị yêu nha. Quần này mặc sơ mi lên đẹp lắm, không cần phải dây lưng luôn ý. Màu vàng bên ngoài nó là vàng nghệ, vàng đậm hơn các chị này. Chị Kim Nana có, chị Ngọc 8 ạ. Chị Q5 đen và trắng, làm gì có đen với trắng đâu chị. Q5 nó chỉ có đen nâu, làm gì có đen trắng đâu chị ơi. Áo thì có màu trắng nhưng mà quần thì không có trắng đâu nhá. Quần nó chỉ có đen với nâu thôi. Đấy, chị áo là E bao nhiêu? Áo E9. Áo E9. E19. Áo là E19 ạ. E19 em có đủ màu đủ size form các chị SML dưới 60 cân. 40 cân đến 60 cân ạ. Lâm Dự 58 cân, nói chung là ngày mai các chị chọn size sau nhá. 54 cân chị đang hỏi mẫu nào chị ơi, ngày mai mình sẽ tư vấn sâu nhá. Nói chung là có size các chị áo từ 40 cân đến 60 cân, còn quần thì có size từ 40 cân đến 58 cân. Đấy, còn tùy từng form người các chị để em chọn size vừa cho các chị sau ạ. Đây áo này màu vàng này. Rồi Q5 một đen một nâu, ok chị luôn ạ. Khách hàng em toàn lấy hai chiếc một thôi, hai màu, hai chiếc. Chị ơi cái quần mà có chữ DD ở cạnh sườn đâu nhỉ? Chị ơi quần đấy về thêm mà. Em đặt thêm quần đấy mà. Quần đấy là Q14. Bên này nào. Bên này là Q12 này. Q14 để đâu không biết. Đây. Thôi chị đưa đây, hàng đấy em về thêm. Chị lấy cho em cái size này. Cái size nào mà còn mấy đây. Đấy, chị nào lấy các chị lên đơn mã này cho em ạ. Áo là E19. Đơn hôm qua, chưa hôm qua chị đặt á. Đây, quần này các chị nhớ là quần này hôm qua em bảo các chị lấy là mã Q14 đúng không ạ? Q4 này hôm nay em vẫn về bù thêm. Hiện tại ở cửa hàng em còn vài chiếc nhưng mà xe bắt đầu nó chuẩn bị trả hàng cho em rồi, các chị yên tâm luôn nhé. Có đủ size và em chỉ về tiếp được một chuyến này nữa thôi. Đấy, chốt phải gọi là dã man luôn cái mã này các chị này. Hai màu. Còn có mấy chiếc? Ok chị ạ, nói chung là về vẫn đủ size, về đủ size các chị luôn. Q5 chị Kiếm Phong Kim này, Q5 Deno ok chị Ngọc 8. Đấy, bây giờ em lên tiếp một mã quần tiếp theo, chị Nguyễn Lan rồi ok, lên phong lên nào có chữ đằng sau đi là cái nào chị. Không như có áo nào có chữ đằng sau. Đấy là đồ bộ chị ơi. Cho em lên tiếp con Q14 nhá. Chị nào nhanh tay được mã quần này cho em này. Đấy chạm quần xịn xò luôn các chị yêu. Này gọi là đang đình đám luôn ý. Mà hiện tại giá người ta giao sỉ đang là 1.670.000 giá buôn, 160.000 giá giao buôn các chị yêu nhé. Em cặp các chị giá trên livestream là 140.000 đồng một quần.
140 cho em ạ. Mã này các chị comment là Q14 ạ. Đấy chị ạ, Q14 ạ. Chị yêu là chơi chốt được mã này, các chị lên đơn cho em có nâu với đen. Nâu đen em có hai màu các chị yêu này. Hai màu cho các chị là hai màu cơ bản luôn ạ. Đấy, chị nào chốt đơn comment là Q14 cho em ạ. Form các chị 40 cân đến 58 cân. 40 cân đến 58 cân em chốt đơn. Các chị ơi, form cho em ạ. Toàn bộ của nó ở dáng Becky các chị nhá. Quần Becky cho em. Màu nâu đất này đẹp quá các chị này. Đâu cái màu đen chị để đâu ấy nhỉ? Quần này là em đang chốt, gọi là chốt trước đấy. Chứ còn hàng thì vẫn đang trên đường về. Đấy chị, hàng vẫn đang trên đường về. Hai màu nâu đen nha các chị nhá. Rồi Q14 ạ, Thúy Loan rồi, ok. Các chị cố gắng săn cho em những cái mã quần này này. Em bảo thật đấy, tại vì quần này em chỉ về được một chuyến nữa thôi. Chị Hoa Nắng có, chị Tuệ Liên ạ. Hết hôm nay là không biết là lúc nào mới trả hàng được các chị ơi. Chị Liên thì có ạ. Đấy, chị Thúy Loan đặt lại mã hàng trên line ngày hôm nay cho em rồi nhá. Hôm nay ưng mã nào đặt trên line cho em rồi. Đây là màu đen các chị này. Màu đen nó giống màu nâu ấy các chị yêu. Nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Thì em mặc màu nâu trên line các chị nhìn nó rõ hơn. Nhìn rõ hơn về cái quy và cái form dáng của nó. Màu đen thì trên line nó hơi khó. Thì em sẽ không mặc màu đen nhá. Mặc màu nâu các chị xem dáng, form dáng của nó thôi ạ. Q14 được chưa? Hết trong vòng một nốt nhạc luôn. Hàng này vừa tối qua thì em về, mà hôm nay thì em đang nợ đơn của khách rồi ạ. Áo đẹp không lấy size to chị ơi, xưởng người ta chỉ làm đến size dưới 60 cân thôi, còn nếu mà mình muốn đặt thêm thì mình phải đặt số lượng nhiều nữa. Chị Hiền Giang quần Q4 65 cân không vừa. Chị Tôm Thơm có đơn ạ. Chị Yến Trần ok em chốt đơn hàng ạ. Q14 ạ. Vải này nó làm dáng Becky, nó rộng rộng rồi, nó không phải là cái dáng ôm sát, cho nên là chất vải nó không co giãn nhiều như là chất u mì với lại dòng chất cốt tông đâu chị ạ. Sao đấy? Hãy mưa. Quần này đẹp mà. Quảng cáo các chị phải đứng cho các chị lâu lâu của mã này đi. Tại vì là form này em thấy đẹp quá. Những cái dòng quần mà em ưng nhất luôn ấy, là một cái dòng quần mà trong tất cả những cái lô hàng về là em ưng những cái mã này thì em sẽ về thêm. Đấy, tại vì mặc lên nó đẹp ý. Ví dụ như cái quần Q13 tối hôm qua là em khuyên thật các chị là không lên chốt. Tại vì là em mặc lên form nó không đẹp. Thì em nghĩ là các chị nhận hàng các chị không ưng. Cho nên là em xin phép em hủy cái mã Q13. Mặc dù là hàng vẫn còn ở cửa hàng em, em đang trả lại cho người ta luôn, trả lại cho xưởng nhá. Nếu còn là mã nào em mặc đẹp, em tự tin và em muốn bán cho các chị ý, để các chị mặc đẹp thì các chị nên lấy. Sớm à? Thời tiết dã man thế nhỉ. Diệt. Ôi, quần chất nó dày dặn, nó banh chất lắm luôn ý. Các chị ơi, cái túi của nó làm nó cũng may kỹ, chứ không phải là may kiểu hời hợt mà kiểu gia công đâu. Mà giá xỉ em thấy nhiều xưởng người ta vẫn đang xỉ là 160-170 nghìn. Rồi chị Mai Tuân có ạ. Trần Lệ Thành ok, các chị lấy cả nâu cả đen đi, lấy hai màu đi các chị ạ. Lúc về nhận hàng lại muốn lấy thêm không có đâu. Không biết lúc nào người ta mới trả hàng lại. Tại vì quần này không phải là làm nhanh đâu các chị nhá. Không làm nhanh đâu các chị này. Hiền Giang chị không vừa, 65 cân còn sao vừa được quần này. Trời ơi, không vừa đâu, đến 57 cân thôi mẹ ơi. Đến 57 cân mới vừa được. 57, 58 cân thôi. Nha, em qua mẫu này các chị này. Chị Hoàng Thị Nga. Lấy áo chị bận đủ màu, Nhi Xuân lên số điện thoại cho em với. Đây các chị này, đủ màu nó sẽ có là 4 cái tông màu này cho em. Thế chứ ạ, đủ màu nó sẽ có 4 tông, à 4, 5 màu. Sẽ có 5 màu cho các chị luôn ạ. Màu này là màu B các chị này, màu B này. Màu trắng cho em ạ. Đấy chị ạ, màu hồng này, màu xanh với màu vàng em đang mặc các chị nhá. 160.000 một áo, đủ size XML. Các chị dưới 60 cân em lên đơn. Đấy, cứ dưới 60 cân em lên đơn áo các chị yêu nhá. 5 màu. Đủ 5 màu luôn. Chất đẹp lắm, áo lụa cho em ạ. Sơ mi lụa tay lỡ ạ. Cổ sen các chị mặc đi làm thoải mái. Đấy chị ạ, cổ sen này. Thơm mà đẹp nhờ. Mặc không muốn cởi ra nó thoải mái lắm. Dáng này nó không ôm sát đâu các chị ạ. Dáng không ôm sát quá, tại vì nó là dòng Becky cho em, cho nên các chị không cần phải hỏi là chất nó có giãn không. Nên nó đã làm độ rộng rãi thoải mái chị em mình rồi, cho nên là không cần phải giãn nhiều các chị ạ. Quần em mặc là quần Q14, chị mưa và nắng nhá. Chị Mai Loan rồi ok này. À chị mua hộ rồi ok tình yêu. Trời ơi, mua hộ thì để các chị tự vào mua đi các chị ơi. Mua hộ nhiều khi nó khó lắm. Chị Hoàng Thị Nga rồi ok, chị Nguyễn Thị ok. Em thấy rất là nhiều chị mua hộ xong là các chị thì thích ý, nhưng mà các chị kia lại không thích. Xong là tự dưng là mình bị mang tiếng. Chị kia không lấy là thành ra là mình đặt hộ là mình là người bom hàng. Xong lại mang tiếng ra. Nói chung là chị nào thích thì chị cứ cho nick. Thích thì chị mua, không thích thì thôi chị ạ. Đấy, em rất là ngại luôn ý. Khách quầy toàn khách quen. Xong là mình thì muốn mua, người kia lại không muốn nhận.
Đấy, chị Phương Nhật số ok, chị Trần Thị Hồng có á, hai cái màu đen quy 4 46 cân, chị Hồng có 46 cân nhưng mà size nhỏ, size S thôi nhỉ. Chị Hoa bao nhiêu cân? Chị 44 cân. 44 cân thì mặc size S đúng không? Thế thì chị 46 cân mặc size S, nói chung là tùy chiều cao, nếu chị cao 1m50 chị lấy size M cũng thoải mái. Tùy chiều cao lúc nhân viên thì em sẽ tư vấn sau nhá. Ngày nào cũng thấy xem thấy chị chốt được cái nào chưa? Đấy. Em không lấy áo trắng nhé. Ok, ngày mai chị lấy màu nào đấy các chị cứ bảo nhân viên nhá. Chị Phạm Phương rồi, ok chị Đại Nga lên số điện thoại thôi em. Có bây giờ em lên tiếp áo đá lẻ nhé các chị nhá. Còn quần công sở mã nào đấy chị? Rồi, lên mã tiếp theo quần công sở này. Lên cho các chị một mã. Mã này là mã gì? Mã này mới về đúng không? Về đúng qua đấy. Cho em xin một mẫu thanh tan đi, hôm qua chưa mặc mẫu thanh tan lên. Thì hết mẫu thanh tan có vẻ bùi không? Thanh tan hết rồi á? Không giống bùi sai đâu, lẻ sai rồi. Thanh tan lẻ sai rồi á? Thế chị cái màu nâu thì còn hàng không? Còn. Cái màu nâu màu đen còn nhá, thanh tan thì lẻ sai đúng không? Rồi, mã này là mã Q12 ạ. Quần này quần Q12 cho em. Ok không ạ? Q12 và kèm số điện thoại nhá. Ôi, xem mà nó xuất sắc vậy các chị này. Q12 kèm số điện thoại cho em có nâu đen màu xanh coban, nhưng mà xanh coban hiện tại em đang lẻ sai rồi ạ, em chưa về bù được hàng, hiện tại bây giờ em chưa về được thì không biết là ngày mai có trả hàng không ấy, ngày mai nếu có chuyến xe mới về được nhá. Chị Dung Phương ok em chúc đơn. Em không áo, có áo sơ mi cổ nam là cái gì, sơ mi cổ nam là cái gì hả chị? Chiều đây lắng chăng chăng dở đi. Chị bảo gì? Chiều nay lắng chăng chăng dở mưa. Các chị nào mà thích dáng gọi là nó hơi ôm ôm một chút thì các chị lấy cái dáng này. Đây, dáng này thì hơi hơi ôm ôm. Mã này chị xem đánh thì size gì đi lên vậy? Tại đấy thì xanh màu đi lên ạ. Còn một cái đuổi S. Đuổi S đi lên ạ. Giá này là quần quần ô. Không phải giá mất đi đâu. Đuổi S đi lên đúng không? Quần này là quần Q12 ạ. Q12 kèm số điện thoại cho em mã này các chị nhá. À cổ Đức à. Cổ Đức áo, áo sơ mi cổ Đức hay là áo phông cổ Đức đấy. Quần này 100 mấy chị, 140 đúng không? Mã này các chị có phải là Q12. Q12 em có nâu này, đen và xanh coban các chị nhá. Nâu đen và xanh coban, chị yêu lấy các chị lên đơn hàng cho em. Form đẹp các chị yêu luôn ạ, 140.000. Toàn bộ hàng quần chất lừ luôn các chị này. Ok chưa ạ? Toàn bộ hàng này hàng đặt các chị nhá. 140.000 một quần. Q12. Các bác lên form mã này cho em ạ. Form này đẹp các chị này. Dáng này dáng ôm ôm ấy. Dáng ôm ôm cho em. Được chưa ạ? Dáng này là trên mắt cá chân đấy các chị yêu nhá. Không ai bây giờ mặc dưới mắt cá chân đâu. Mặc trên mắt cá chân thì trông nó trẻ trung. Rồi chị Hà Ngô có, chị Ngọc Châu có này, chị mua chứ rồi ok em chúc đơn ạ. Q12 có nâu đen. Chị cho em cả màu xanh, nhưng màu xanh bây giờ còn sai gì thì ngày mai các chị chốt. Đây các chị nhìn cái quy của nó này, nó sẽ là cài như này các chị thiết kế. Tất cả những cái phần thiết kế như này các chị mặc không cần phải đeo dây lưng, các chị sơ vi lên nó cũng đẹp. Đấy, không cần phải đeo dây lưng dây lướt gì cả. À, xanh vẫn đủ size đấy, có giờ còn một dây này. Ôi em đánh chị trận bây giờ sao báo hết size rồi. Còn 140.000 chị ơi, đây, màu xanh coban đây, đưa xem màu xanh coban nữa. Đây có màu xanh coban nhé các chị yêu. Đấy chứ ạ, xanh coban thì như vẫn còn tầm 2 giây nữa cả. Còn 2 giây nữa, còn 2 giây. Còn đúng 2 giây đủ size đấy các chị này. Là hết nhá chị nhá, chị nào trước comment cho là mã gì ạ? Q12 và kèm số điện thoại cho em. 140 ạ. 140.000 mà Q12 có 3 màu. Đây là quần này dáng ôm chị ạ. Dáng này dáng ôm. Để chị dáng ôm cho em, chị nào không thích dáng baggy ý, chị nào người người gầy các chị mặc dáng ôm cho em được. Cho người nhỏ. Mặc cái quần này các chị ơi, nhìn eo này. Đứa che khuyết điểm thì tốt luôn. Nhỉ?
chẳng nhìn thấy bụng béo gì luôn ấy. Chạm Q12 cho em. Chị Quý Loan có ạ, Trần Thị Hoa rồi, ok. Em mê quần của chị Loan lắm. Nhưng chỗ em đang phong tỏa, bữa giờ tiếc quá tiếc đấy. Nhiều chị muốn mua cũng không mua được ấy, tại vì là phong tỏa này có đặt được hàng đâu. Chị Nguyễn Lò rồi, ok ạ, cũng VL này. Nói chung là thôi chị ạ, tình trạng chung cả nước rồi. Cho nên là những chị nào mà đang ở trong phong tỏa thì các chị chưa mua hàng được cho em ý, thì các chị cố gắng chia sẻ ủng hộ cho em. Lúc nào mà ta hết dịch thì chị em mình lại gặp nhau tiếp nhá, lại ủng hộ cho nhau tiếp ạ. Đó, chị nào lấy màu đen các chị lên đơn. Màu xanh này, xanh coban ạ, màu, mỗi mẫu này là còn màu xanh thôi, còn mẫu khác là hết sạch màu xanh rồi ạ. Đấy, xanh coban này, chị Nguyễn Vượt rồi, ok. Q12. Chị nào lấy xanh coban em còn đúng 2G thôi. Này nó giống hệt cái màu, mẫu màu nâu này nó chỉ khác nhau cái màu sắc thôi. Chị nào thích xanh coban cho nó lạ lạ một chút thì các chị lấy xanh coban. Đấy chị ạ, màu xanh coban cho em ạ. Đen xanh coban, dáng bếp đi 60 cân, dáng này không vừa, Q12 60 cân thì không vừa nhé chị nhá. Em chốt đến tầm 57 cân thôi. Đến tầm 57 cân em chốt mã này thôi chị Bích Cẩm Nguyễn ơi. 60 cân thì không vừa đâu chị yêu ạ. Chị Nguyễn Hương rồi, ok em chốt đơn Q12. Đấy các chị này. Quần này có số lượng còn nhiều không chị? Còn nhỉ. Còn đủ chốt. Được, tôi đủ chốt đúng không? Còn các chị cứ lên Q12 đi. Cái mã chỗ kia là mã nào kia chị? Đấy, cái mã có dây lưng đấy. Đấy, mã đây có hàng đây đây. Đấy, được mã đấy cho em. Rồi, tiếp nha các chị nha. Chị là Q12, các chị lên đơn 60 cân không vừa đâu ạ. Em chốt đơn tầm 57 cân đâu. Cái áo sơ mi kia chị chưa nghe giá mà chị đã chốt rồi. Chị sơ mi kia là 160.000, chị sơ mi tay lỡ em vừa mặc xong là 160. Chị Thu Hường 54 cân có size vừa nhá. Em lên áo phông chưa chị Linh Tô Thùy ơi? Em tí em để lên áo phông tiếp. Bây giờ em lên các chị vài cái mẫu quần công sở đã cho các chị chọn dồn đơn luôn nhá. Đấy, chị đặt chốt cho em là mã là Q12 kèm số điện thoại ạ. Đây là Q10. Đây mã này thì có kèm dây lưng nhỏ. Có mấy màu chị? Hai màu. Cũng có hai màu đúng không? Mã này các chị yêu lên chờ quần Q10. Q10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây chị nhá, đây mã hàng cho là quần Q10, hai màu. Em sẽ mặc tất cả các mẫu, em sẽ mặc màu nâu trước ạ. Tại màu đen các chị nhìn trên live các chị không nhìn được kỹ cái form của nó. Chị Hoa Lê rồi, ok chị Nguyễn Thương, nói chung là lần này về nó lại toàn là cái form nó hơi nhỏ ấy. Đến tầm một em chốt đơn để an toàn đến tầm 57 cân 58 cân thôi, tùy chiều cao các chị nhá. Chị Hoài Sư Nguyễn rồi, ok chị Dương Tư có này, Nguyễn Thương có, Hoa Lê rồi, ok em chốt đơn em qua mẫu Q10 nhé chị này. Quần này lên mã quần Q10 giúp em này. Về muộn hơn 2 tiếng. Là chị nào lấy quần này các chị lên cho em ạ. Mã này là mã Q10 đúng không? Q10 và kèm số điện thoại, em có hai màu là đen với nâu các chị nhé. Cũng có hai màu đen nâu. Em sẽ mặc màu nâu lên trước, còn màu đen thì em sẽ không mặc lên ạ. Màu đen thì form nó dáng nó y hệt như thế này, thì khác nhau cái màu thôi. Mã này là Q10. Q10 chốt cũng đến tầm khoảng 57 cân đổ về các chị yêu nhé. 40 cân 57 cân. Đấy chị nào chốt lên đơn hàng cho em ạ. Quần này có kèm dây lưng ạ. Quần này có tặng kèm dây lưng cho em 140.000 một quần các chị nhá. 140 mã hàng chính là Q10 và kèm số điện thoại ạ. Dạ Q10 và kèm số điện thoại cho em. Được to đấy nhỉ. Thẳng như mưa đá. Làm gì để mưa đá. Ok chị Dung Vương, chị cứ lên mã hàng kèm số điện thoại đi. Quần này là quần Q10 nhá. Q10 đẹp này. Ok, có kèm dây lưng luôn. Chị bốc cho em cái áo đá kể cả lẻ cũng mang ra đây cho em rồi. Ở trong ở trong góc kia. Vâng, anh ơi, hôm nay có trả không hay mai?
Vâng, thế em có biết em đóng cửa em về. Vâng ạ. Vâng, đang buồn đau không? Dạ không. Có, xe nó đang lên. Em mặc size L mà chị nghĩ em 54 cân đấy. Em 54 cân mặc size L thì nếu mà XL chút đâu đến 57 cân thôi. Lấy cả áo vest, có set vest á, set vest em bán, em không có duyên bán set vest mấy đâu, được trước về á. Chị ơi lấy 400.000 về bán 300 đến 350. Em bán em toàn bị lỗ tại vì là em không có duyên bán những cái dòng gì ấy. Đấy. Không muốn về hàng cũng về bán lắm ý. Nếu mà để mà xét vét nhập vào phải trên 400 để em về em bán có hơn 500.000 một tí, 500.000, 500 hơn 500 một chút. Và tại vì những xét vét mà chị đi may toàn tiền triệu đúng không? Nhưng mà về nói chung là lấy một dây thì bán được có 3 bộ, còn một bộ thì em lại bán lỗ thì coi như cả cái dây đấy em bán gọi là hòa gốc, chả được lãi cái gì cả, nhiều khi còn bán lỗ ấy. Lúc được lãi có 30-40 nghìn, xong rồi sau lỗ, lỗ 100 nghìn một bộ. Thế là em lười bán những cái dòng đấy lắm. Lười bán thực sự luôn. Rồi quần này là quần Q10 nhá. Thế á, quần này màu nâu này. Thế hôm nay chốt đi chị, tại vì chắc là hàng này nó về bù thêm, nhân viên nó không biết. Quần này nó về bù thêm, em chưa báo nhân viên đâu. Chắc các bạn ấy hết hàng thì các bạn báo thôi. Chứ còn là nhà em vẫn chốt mã này bình thường. Đấy, sợ chị không có size vừa. Em mà size L chị này, quần này các chị lên là Q10 nhá. Q10 kèm số điện thoại, em có hai màu là nâu với đen. Quần này là có tặng kèm dây lưng. Đấy, tặng kèm dây lưng ạ, 100.000 một quần. À quên, 140.000, em nhầm nhá, 140.000 một quần này. Hả? Cái gì chị? Quần này 65 cân không vừa chị ạ. Vét thắng dài á. Trời ơi. Các chị biết là năm ngoái em lỗ bao nhiêu tiền quần áo vét ấy. Em lỗ nhiều tiền áo vét dạ á. Nhập toàn giá lúc mà mình nhập đắt xong về sau sale rẻ ấy. Rẻ lỗ một nửa tiền luôn, xong bây giờ em sợ lắm, em không dám nhập luôn ấy. Đang hóng xem cái kia nó ngập như nào. Làm sao mà ngập được? Ôi nè, nó cứ tán thật này. Nhưng mà vừa mới giờ làm gì nó ngập. Rồi Q10 dồn đơn ok chị ơi, đến 57 cân rồi nhá. Mét 53 50 cân quần này có vừa chị đang mùi nhá. Quần này 43 cân mà size S cho em chị Gấm Thị Tống ơi, lấy luôn chị ơi, vừa đấy ạ. Bây giờ em lên tiếp quần còn mã nào quần không sở không? Ở trong góc nhà kia là cái gì đấy? Q3. Đưa em xem nào. Q3 thần thánh đúng không? Mà tô Q3 là cũng còn đủ size đâu đúng không? Q3 này còn số lượng ít thôi, em lên nữa các chị lúc một mã quần của Q3 để cho các chị xem luôn này. Quần này em về gọi là quần thần thánh ạ. Quần về nhiều dã man luôn. Mã này là em về đợt đầu tiên đấy. Về đợt đầu tiên là em về mùa. Chuyến này là chuyến thứ 5 rồi. Chuyến này là chuyến thứ 5 em về hàng mã này rồi ý. Quần này các chị coi là quần Q3, quần 60 cân không vừa nhá. Chị Hoàng Yếu rồi ok, quần này 43 cân có vừa luôn. Chị ạ, cứ lấy size S cho là vừa. 60 cân em không chốt nhá, từ 57 cân đổ về em chốt đơn thôi. Quần này em liên tiếp một mã quần Q3 cho các chị yêu xem này. Q3 kèm số điện thoại cho em. Chị xem màu đen có đủ size không? Bên nhà cái lý điện có sáng không chị Hoa? Đây quần này là quần Q3 cho em.
anh chị nhiều rồi à. Rồi quy 3 cho em. Sao nhân viên nhỉ? Cứ bảo hết nâu là sao chị? Chị cứ lên số điện thoại đi. Quy 3 em có nâu với em các chị nhá. 100 cái quần này em còn ít thì em tặng cho các chị nốt là giá 130.000. 130. Cái này còn ít thôi, số lượng nó còn ít lắm, em tặng cho các chị giá 130. Anh đang ở đâu đấy? Về xuống hàng cho em với, em đang bán hàng. Là tiền cước của em cái. Thế bây giờ xe nó trả muộn thì làm nào? Biết rồi. Không biết là làm cái gì đấy. Rồi quy 3 còn ít trả nốt 130. À quên, 130.000. Em cảm ơn chị Ti Nga nhá. Nói chung là hàng nó cũng 5-7 loại hàng chị ạ. Rồi em cảm ơn tình yêu. Rồi chị ơi, quy 3 nâu này em còn ít nhá các chị nhá. Hàng này không về bù đâu các chị ơi, không về bù nữa đâu ạ. Chị nào lấy màu đen các chị lên màu đen cho em. Cái quần này có kèm dây lưng các chị này. Quần này có tặng kèm dây lưng luôn, 130.000 quần. Chị yêu lấy comment luôn cho em là 57 cân đủ em chút hơn nhá. 40 cân đến 57 cân ạ. Chị ạ, 40 cân đến 57 cân ạ. Quy 3 và kèm số điện thoại cho em hai màu nâu đen. Đấy, SMXL em có tất cả là 4 size. Form này là form nhỏ các chị nhá, đến 57 cân em chốt thôi ạ. Còn trên 57 cân thì không chốt đơn, các chị không vừa đâu ạ. Rồi em qua mẫu tiếp theo là áo phông đá lẻ các chị nhá. Lily rồi ok. Chị nào vừa size 34 đấy, chị nào mà vừa cái size 34 chốt. Đấy, nó còn vài cái. Bây giờ là những cái mã lẻ em lên luôn, mã này còn 2 chiếc này, xả 10. Còn đúng 1x với 2x các chị, 40 cân lên 65 cân cho em xả 10 các chị yêu. Đấy chị ạ, xả 10 100.000, cái này còn lẻ 2 chiếc, chị nào lấy các chị lên đâu. Chị yêu lấy lên đơn chứ là xả 10 ạ, kèm số điện thoại cho em. Hai chiếc lẻ các chị nào thích nhanh tay được nhá. 100.000 một áo ạ. Để chạm 100.000 đồng, 40 cân đến 65 cân chiếc mã này. Nên mã này đã có 1XL với 2XL ạ. Mã xả 10 cho em. 100.000 là em còn đúng 2 cái thôi ạ, xả 10 cho em ạ. Chị Phạm Thị Quý có ạ, chị Nguyễn Trang ok, Quý Bà, Lương Thị Quý Lan ok. Em cho chị nào đến xả 10 nốt các chị này. Em tặng các chị 100.000 còn đúng 2 chiếc lẻ thôi. Đấy, xả 10 cho em nhá. 100.000 ạ. Không đá hàng Quảng Châu. Mã đá lẻ em tặng cho các chị giá 100.000 đồng ạ. Hai chiếc như này. Một cái là size 1XL, một cái size 2XL, các chị dưới 65 cân cho em. Dưới 65 cân. Ok không ạ? Đá này các chị này. Đẹp long lanh luôn. Còn đúng hai chiếc thôi. Giảm 10 cho em nhá. Rồi. Em còn một ít áo con của size 3. Rồi xả 10 ạ. 100.000 một cái chứ không phải hai cái 100.000 đâu chị nhá. 100.000 một áo. Mã này các chị lên xả 11. Em còn 3 chiếc của size L, các chị dưới 55 cân cho em. Xả 11 ạ. Cái này em còn 3 chiếc mà chị nào lấy comment là xả 11 và kèm số điện thoại cho em. Xem 100.000 các chị yêu nhá. 100.000 một áo đá. Đấy, em còn 3 chiếc cái này luôn ạ. Xả 11 kèm số điện thoại cho em.
Bây giờ là áo con này các chị này, chị nào vừa size 34 các chị lấy nhá. Bây giờ em chỉ còn nguyên áo con của size 34 thôi. Được chưa? Áo chip đúc cho em. Mã này các chị comment là áo chip size 34 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng các chị nốt 100.000 hai cái. Ok chưa? Hết hàng rồi các chị yêu, và hàng này em chưa về được bù thì tạm thời là còn size 34 là em xả nốt nhá. 100.000 đồng hai áo. Nó sẽ có là màu đen này, màu nâu này, màu xanh và màu da. Màu da còn không? Đây. Ok chưa ạ? 100.000 hai áo, 100.000 hai áo. Các chị coi là áo chip size 34 giúp em với. Chị nào vừa size 34 các chị lấy nhá. Đấy, 4 màu như này cho em ạ. Chị nào chốt được comment là áo chip và kèm số điện thoại cho em 100.000 đồng hai áo chip. Đấy, chị nào lấy áo chip size 34 thì các chị vừa các chị lấy nhá. Em hết size 36, 38 rồi ạ. Áo như chị đang mặc có ở xả 11, 100.000. Cái này chỉ còn 3 chiếc này em, size L nhá. Còn 3 chiếc của size L. Sao chị không ngồi đây để chị đưa cho em? Ngồi chị bên này chưa bán nào để em bán vào đây. Không chỉ nó ở bên này đó. Chip size 34, các chị ơi mặc chip chip su đúc cho em ạ. Được chưa? Dòng này là dòng đệm mỏng các chị nhá, đệm mỏng và không gọng. Và có thông hơi massage cho em ạ, đúc bàn tay các chị này. Dòng đúc bàn tay cho em dùng nó thích lắm luôn ý, bản to cho em các chị. Áo cài này các chị nào mà vừa size 34 các chị lấy nhá, em còn có đúng hết size 36, 38 rồi. Còn mỗi size 34 em tặng các chị là giá 100.000 hai áo. 100.000 hai áo cho em 50.000 một cái, xả lỗ luôn các chị này. Đấy, 100.000 hai chiếc, em còn tầm khoảng là 30 chiếc. Chốt cho tầm khoảng 15 chị. Giá 100.000 đồng hai áo các chị nhá, 100.000 đồng hai áo chip size 34. Đấy, chị nào có lấy áo chip cho các chị lên đơn, mặc gọi là siêu tuyết luôn. Chị nào vừa size 34 các chị lấy nhá, tại vì em hết size to còn size bé thôi ạ. Chị Anh Hoàng ok, chị Nhật Thái ok, chị Loan có ok, chị Nguyễn Hương ok, em chốt đơn 100.000 hai áo các chị lấy mà. Thế luôn, chẳng ai bán giá này. Áo trong mà, áo trong chị không có bán em ơi. Áo này là mã gì ạ? Xả 11 đúng không? Sản một cho em áo hồng các chị này. 55 56 cân đổ về em chốt. Đấy, 100.000 một áo các chị nhá. Áo này là xả 11 cho em. Xả 11 cho em 100.000 đồng. Đấy, chị nào vừa mã này các chị chốt đơn cho em ạ. 100k kèm số điện thoại mã hàng xả 11. Tiếp cho em con xả 12 áo đá tiếp theo các chị này. Áo đá mã này còn mấy chiếc các chị lên mã xả 12 cho em. Cái này hình như còn nguyên 2X thì sao nhỉ? À có 1X đấy này. Mã này xả 12. Chị đào chốt mã xả 12 các chị mình lên đơn nhá. Bộ dài á, lên bộ dài chưa? Bộ dài là hàng thu đông mà chị. Hàng thu đông em chưa kiểm hàng chị ơi. Mã này các chị yêu lên cho là xả 12. Kèm số điện thoại cho em ạ. À, áo màu trắng các chị nhá. Họa tiết màu đá xanh cho em. Họa tiết đá xanh cho em, bọn em có size các chị dưới 65 cân ạ. À, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt nhá. Trăm nghìn nốt các chị ạ, à, xả 12. Các này còn 4 5 chiếc thôi ạ. À. Xả 12 còn 4 5 chiếc chị yêu lấy lên đơn. Áo chip thì em chỉ còn size 34 thôi nhá, chị nào vừa size 34 các chị lấy. Đấy, comment rõ cho em áo chip size 34 giúp em với. Áo này các chị ơi là xả 12 ạ. À. Xả 12 tặng nốt các chị giá 100.000 đồng. Form các chị dưới 65 cân đây thì chốt đơn mã này. Mỗi ngày nhận hai nàng đẹp của em ạ, về mấy đứa cháu bảo đặt thêm cho mỗi cháu hai bộ nữa. Bộ gì ạ à, chị Vi Nga? Quần bò của chị đang mặc 290 này Kim Khánh ơi. Chị Nguyễn Giao ok chốt xả 1 à. Con này là xả 12 nhá. Áo này là xả 12 cho em còn nguyên màu trắng. 100.000 một áo á. Áo trắng đá cho em là xả 12, 100.000 đồng. Chị yêu lấy các chị lên đơn. Chị bốc cái áo chia được vào trong.
đơn chiều nay chốt đi chưa? Đơn chiều nay chốt đi rồi chị. Bán này là 62, nó lấy comment luôn cho em này. Bán này xinh, đá đẹp lắm. Cái đá của nó màu đá xanh, nó sáng lắm. Đấy, đá xanh của nó nền trắng cho em, rất là đẹp luôn đó chị này. 62, số điện thoại cho em. Mã này, mã này cũng là mã lẻ đúng không? Mã này 63 này. Sàn mã lẻ nó còn sót có vài chiếc một. Còn ba đen đỏ các chị nhá, còn ba cái màu đen và cái màu đỏ. Con này là size 2XL. Con này là size 2X thôi, còn đúng một chiếc 1X các chị nhá. Còn đúng một chiếc màu đen của size 1XL các chị lên đơn, mã này là xả 13. Trần Thảo Nguyên lấy dồn đơn như thế nào chị? Cái bộ lụa đùi á. Bộ lụa đùi là cái bộ nào nhỉ? Bộ đũi lụa hay chị như nào chị? Đây các chị ơi, mẫu này các chị coi là xả 13. Xả 13 kèm số điện thoại cho em. Cái này em còn một chiếc 1X và còn hai cái màu đen size 2XL, một cái màu đỏ của size 2XL các chị nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn mã này. Đấy chạm màu đen các chị 40 cân đến 65 cân các chị lên đơn. Xả 13 và kèm số điện thoại cho em ạ, 100 nghìn một áo. Đấy chạm 100 nghìn đồng một áo mã xả 13 cho em. Này chị ơi, em cảm thấy bụng nó nhẹ thật ý. Nhưng mà làm gì mà 2 ngày mà đã, nó lại nhanh như thế? Không phải, mà nó không phải. Tăng tăng cái không xuống được đâu nha. Ừ. Đây mà em chị đi xuống. 63 100.000. Chị nào nhanh tay được. Được chưa? Em Đặng Thư Tỷ có này, Châu Nguyễn có này, Nhi Xuân có đơn nhá các chị nhá. Lấy cả đỏ cả đen đúng không ạ? Được chưa? Trần Nguyễn Linh rồi, ok em hết này. À, còn áo len mũ em hết, chị ơi len mũ em hết sạch rồi. À còn một con màu trắng các chị nào lấy trắng các chị lên đơn cho em nhá. Còn đúng một chiếc màu trắng này. Đấy chị nào lấy màu trắng của size XL, XL các chị dưới 57, 58 cân đổ về cho em. Dưới 57, 58 cân các chị chốt đơn ạ. Em hết lên mũ rồi. Giờ này là mình có lên mũ rồi chị. Chị nào đấy trắng các chị lên đơn cho em ạ. Xả 13 cho em màu trắng và kèm số điện thoại nhé. Đấy, còn đúng một em màu trắng, một em màu đỏ và ba em màu đen là hết. Các chị ơi, mũ lẻ cho các chị luôn này. Chị chạm 100.000 một cái. Cái đâu đó nhỉ? Tiếp theo chị nào thích màu đỏ các chị lấy mã này cho em để có nguyên màu đỏ này. Mã này là xà 14. Còn nguyên size 1X cho tao nhỉ? Đúng không? Còn nguyên size 1XL thôi các chị tầm 57, 58 cân đổ về. Còn size các chị dưới 57, 58 cân là xà 14 cho em đấy các chị ơi. Xà 14 ạ. Đỏ size XL các chị này. Còn nguyên màu đỏ các chị nào lấy các chị lên đơn là mã xà 14 và kèm số điện thoại cho em. Ok chưa? Xả 14 mà kèm số điện thoại này. Ôi, con áo gọi là bên trong nó còn có giấy chống ẩm các chị luôn. Xả 14 ạ. Này. Chị nhá, ngồi đỡ luôn này, đúng không? Cảm giác thế. Không phải đâu, lòi nó lòi ra này. Xà 14 màu đỏ, chị nào chốt các chị lên đơn cho em ạ. Thí Phạm ok. Hôm nay có đau à? Hôm nay đau chứ. Còn 5-6 cái. 6 chiếc. Xà 14 cho em 100 nghìn nữa các chị nhá. 100 nghìn đồng ạ. Xà 14 mặc đèn số điện thoại cho em. Xuất sắc. Áo gió em còn chị ơi. Áo gió thì em vẫn đang nhập hàng mà bây giờ mới sang, mới chuẩn bị vào mùa đông thôi. Đấy, xả 14 chị Duyên ok cho nó xả 14. Cái này còn 6 chiếc các chị nào lấy lên đơn trên là xả 14 nhanh nhanh tay còn là các chị này. Được chưa? Toàn bộ hàng 185.000, 190.000 đơn xả các chị đốt 100.000 một áo. Đấy, xả 14 em không có trắng đâu chị, chỉ còn màu đỏ thôi, là có màu trắng đâu chị ơi. Đây này các chị này, tất cả đều là màu đỏ hết, không có màu trắng đâu ạ. Xả 14 các chị mình lên đơn. Chị Nhi Xuân có đỏ này. Xả 14 cho em ạ, 100.000. Còn đúng 5-6 cái. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của nó dòng đá nó chất lừ như này luôn ạ. Và bán cho các chị có 100.000 đồng. Các chị có gọi, nói chung là chị nào mua được thì sướng. Đấy, đầu cụ làm gì có giá này hả chị? Đỏ, cái đỏ chị mặc đây.
Nó có một mẫu như này chị này, nó còn một hình màu đỏ như này thôi. Em lên từng mã một cho các chị dễ chọn mà. Giảm một cuốn cho em. Đấy, mỗi mẫu nó còn có vài chiếc thôi, hết rồi. Giảm 15. Đây, giảm 15, cái này em còn một cái này, hai cái này, ba cái đều là size XL hết. Giảm 15 cho em, còn màu đen các chị nhá. Giảm 14 màu đỏ. Mai Lê có này. Mã này các chị lên là giảm 15. Giảm 15 cho em ạ. 100.000. Ok chưa ạ? Giảm 15 cho em 100.000 đồng. Mã này còn đúng 3 chiếc của size XL. Các chị từ 56 57 cân đổ về. Được chưa? XL các chị từ 56 57 cân đổ về các chị chốt đơn ạ. Mã này là giảm 15 nhá. Còn 3 chiếc màu đen, mã hàng giảm 15 ạ. 15. Chất đẹp lắm luôn đi. Rồi, giảm 15 cho em. Nhìn qua cái túi đã thì sướng rồi nhỉ. Hôm nay nhận được áo gió kem em định mua tiếp à. Chị thích màu gì nào để em đem? Bây giờ nó chủ yếu còn hồng mấy vàng thôi chị ạ. Chủ yếu là còn màu hồng màu vàng thôi. Giảm 15 chị Hoa Ngô này, Hồng Vân Nguyễn có giảm 14 này. Giảm 15 em còn 3 chiếc nhá, chị Giang Hoàng cũng ok. Đấy, còn 3 chiếc màu đen là hết hàng các bác ơi. Còn đúng 3 chiếc màu đen thôi, chị nào lấy các chị lên đơn ạ. Giảm 15 mà kèm số điện thoại cho em. Hình đẹp lắm này, vũ hàng Châu Nguyễn ok. Hết nhá, còn 3 cái lẻ thôi. Mãi là giảm 16 em còn 2 trắng 2 hồng. 2 trắng 2 hồng size XL. XL là các chị nhà mình cứ dưới 60 cân cho em. XL dưới 60 cân các chị lên đơn ạ. Giảm 16 ạ. Giảm 16. Hồng nhạt sẽ là màu hồng nhạt và là màu màu gì nhỉ? Màu màu trắng. Dưới 60 cân các chị lên đơn nhá. Bên nhà cái lý còn mở cửa. Có những màu đâu. Cái đá đẹp chưa này. Cái chạm viền đá của nó xinh lắm luôn ý. Anh An đang ngồi bên đấy ạ. À? Quần đang mặc 290 mà chị Trần Nguyễn Linh ơi. Quần đang mặc là đỉnh 2, 290 ạ. Còn 2 trắng 2 đen của size XL các chị từ 50 cân đến 60 cân. Ok chị ạ, 50 cân đến 60 cân là giảm 16 ạ. Giảm 16 cho em 100.000 một áo. Cái này em còn 2 hồng với 2 trắng các chị nhá. 2 hồng 2 trắng em hết các chị nào thích màu trắng cho em. Đấy. 2 cái màu hồng và 2 cái màu trắng. Giảm 16. Giảm 16 cách số điện thoại này. Hàng TD này các chị đẹp lắm, chất nó sướng. Giảm 16 ạ. Hết quay Khánh Linh nó ok này. Chẳng có chị lại Nguyễn Trang có này, Nguyễn Tâm chốt giảm 15 ok luôn ạ. Mã giảm 16 cho em. Đấy, giảm 16 hồng ok chị Di Xuân, chị nào lấy trắng em còn hai cái màu trắng thôi. Đấy, các chị nhìn trên màu trắng này xinh lắm luôn ấy, em còn đúng hai chiếc là hết thôi ạ. Hàng lẻ nhá các chị nhá. 100.000 một áo. Hàng 185 bây giờ tặng các chị giá 100.000 các chị này. 100.000 đồng mã hàng giảm 16, trắng và hồng các chị nhá. Bây giờ tất cả nếu đều là lẻ mẫu rồi các chị nhá, nó không có số lượng đâu ạ. Cái này còn 3 chiếc size L các chị tầm còn 50 6 57 cân đổ về chút hơn ạ. Giảm 17 cho em. Giảm 17 kèm số điện thoại này. Ok chị ạ, giảm 17 và kèm số điện thoại cho em. 100.000 ạ. 100.000 đồng giảm 17 nhá. Sáu 57 cân đổ về các chị chốt mã này cho em ạ. Giảm 17 và kèm số điện thoại ạ. Đây cái này còn 3 chiếc màu hồng nhạt. Còn 3 chiếc màu hồng nhạt cho em ạ. Giảm 17 nhá. Hình đôi giày đá. Để chặn tất cả cái phần chữ là đính đá hết cho em. Và cái phần giày này cũng là giống đính đá cho em ạ. Giảm 17 cho em 100.000. Còn 3 cái hồng luôn chị ạ. Chị Duyên rồi ok. Giảm 17 cho em ạ. Để nhức nách luôn, chất nó xuống. Đấy, hàng lẻ nó chỉ còn có 3 chiếc thôi các chị ạ. Hàng về 1.000 cái, bây giờ nó còn mỗi thứ nó chỉ còn 1-2-3 chiếc một ý. Lẻ.
Rồi ạ, chị đi Xuân lấy 17, tặng 17 màu hồng này. Còn 3 chiếc nhá, chị nào nhanh tay có 5.000 một áo. Tặng 18, em còn 2 đen, 3 trắng, 1 đỏ. Size L. 2 đen, 3 trắng, 1 và màu đỏ cho em. Các chị này, 1 chiếc màu đỏ, mã hàng size 18. Size 18 cho em ạ, dưới 60 cân các chị nhá. Thoải mái các chị mình dưới 60 cân thì dáng này là dáng ôm. Size 18 ạ. Đến tầm 58 cân, chị nào người gọn tầm 60 cân mặc được. Size 18 cho em 100.000 ạ. Mã hàng chứ là size 18 mà kèm số điện thoại cho em. Hết rồi. Cái mã cái áo màu tím ấy làm gì còn đâu chị, hết sạch rồi chị ơi. Mã này các chị yêu lên cho là size 18. Em còn 2 đen này, 3 trắng 1 đỏ các chị nhá. 2 đen 3 trắng 1 đỏ. Chị nào lấy các chị lên đơn. Chị nào 100.000 các chị yêu. 100.000 đồng ạ. Trắng đỏ đen. Size 18 ạ. Đây các bác này. Chất đẹp lắm luôn ý. Size 18 cho em. Về đét luôn các chị này. Đá của nó đá ép nha các chị nhá. Và tất cả có giấy chống ẩm. Toàn bộ hàng không hãng cho em ạ. Từ cái túi bóng của nó cũng là dòng áo hãng các chị nhá. Kèm theo ấy ạ. Size 18. Đỏ đen trắng ạ. Đấy. Mã này em sell cho nó gọn hàng luôn ấy. 100.000 một áo, 100.000 một áo các chị lên đơn. Ok chưa ạ? Mã size 18 ạ. Và kèm số điện thoại cho em. Qua mẫu này. Mẫu này là nói chung là số lượng nó còn ít, em sẽ qua nhanh nhá. Chị nhìn chuột nó hoành hành kìa. Rồi chị Nguyễn Trang ok. Trắng đỏ đen nhá. Đỏ em còn đúng một cái thôi. Rồi chị Hậu Lê có này. Angela Hoa Trang Anh rồi ok này. Chị Nguyễn Trang có màu trắng này. Đấy thì còn 3 trắng 2 đen 1 đỏ. Các chị lấy thì các chị lên đơn nhá. 50 cân 68 có vừa chị nhỉ. Có vừa áo phông mặc dễ lắm. Hải Phương có này. Hậu Lê có này. À, chị Tâm Phạm đỏ em còn một chiếc thuốc dự phòng gì nhá. Chị cứ lên số điện thoại thì mang như vậy em còn nhưng mà em có chút đơn đấy chị ạ. Mã này còn 2 con màu trắng size XL. Mã này các chị ơi, size 19 ạ. Size 19 cái này còn 2 cái màu trắng các chị nhá. Hai chiếc màu trắng của size 19. Đồng giá hết 100.000 một cái chị ơi. Tất cả những dòng này là hàng lẻ em giá hết đồng giá. Cái này là size 19 cho em ạ, còn nguyên một còn nguyên hai chiếc màu trắng ạ. Còn nguyên hai chiếc ba trắng, chị nào thích đơn giản các chị lấy cái mã này cho em. Nó chỉ có nguyên chữ thôi ạ. 57 58 cân đổ về ạ, trên 40 cân đổ lên các chị nhá. Trên 40 cân 57 58 cân đổ về size XL. Mã này đánh là 1X với 2X nhưng mà còn nguyên hai cái còn size XL các chị, 40 cân đến khoảng 57 cân đổ về em chốt đơn. Size 18 à? À size 19 à? Size 19 100.000 ạ, còn hai chiếc. Size 19 cho em. Giá này là giá tương tác thôi chứ còn ai bán áo này 100.000 đâu các chị. Size 19 nhá. Ok chưa ạ? Size 19 kèm số điện thoại cho em. Đẹp chưa các chị này? Đá này các chị nhá, tất cả đính đá hết cho em. Đấy, đá là dòng đá ép nhiệt ạ, xả 19. Chị đừng comment nguyên trắng dồn đơn, chị comment búng mã hàng cho em với. Em đọc mã nào các chị ưng đã, chị comment mã hoặc kèm số điện thoại giúp em với nhá. Xả 19 này. Hai chiếc màu trắng. Ok chưa ạ? Còn hai chiếc màu trắng, xả 19 cho em. Xả 20 ạ, kèm số điện thoại này. Tay lờ các chị 55, 56 cân đổ về. Trên 40 cân đổ lên ạ, mã hàng tên là xả 20. Chưa ạ, xả 20 kèm số điện thoại này. Cái này em đọc màu các chị nhá. Em sẽ đọc màu báo màu luôn, nó còn màu gì ạ. Xả 20, từ khoảng là 50, 55, 56, 57 cân đổ về chút đơn ạ. Trên 40 cân đổ lên này, em còn 3 đen này. Chúng ta còn 3 chiếc màu đen của size L nhá các chị nhá. 3 đen size L, chị ơi gặp vào đi. Một hồng đậm, một hồng nhạt. Đấy chị ạ, còn một hồng nhạt này. Size L này. À
XL, XL các chị dưới 60 cân con này cho em ạ. Dưới 60 cân áo màu hồng nhạt các chị nhá. XL này. Và một cái hồng đậm của size L, giá 20 ạ. Đây hồng này là hồng đậm cho em. Giá 20, cái này còn một chiếc này. Ok không ạ? 100.000 một áo, giá 20 100.000 đồng. Đấy, đen thì còn 3 chiếc màu đen. Màu hồng đậm hồng nhạt mỗi màu còn một chiếc các chị nhá. Hồng đậm là size L còn hồng nhạt là size XL. XL các chị từ dưới 60 cân cho em con này. Được chưa? Màu hồng đậm các chị từ 56 57 cân đổ về. Giá 20 kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Giá 20 kèm số điện thoại cho em hết nhá các chị nhá. Cân đổ về chốt mã này các chị yêu trên 40 cân nhé, giá 21 cho em. Còn hai đen này, hai đỏ một trắng. Chị nào lấy đỏ các chị lên đỏ cho em, cho các chị từ 56 57 cân đổ về em chốt ạ. 56 57 cân đổ về chốt đơn mà các chị trên 40 cân đổ đen ạ, giá 21 màu đỏ này. Kèm số điện thoại cho em. Đấy, 100.000 một cái, 100.000 một cái cho em. Mã giá 21 này. Chị nào lấy đỏ các chị comment cho em màu đỏ các chị nhá. Tất cả hàng không Quảng Châu bọc liền hết cho em như này ạ. Giá 21. Trắng cái đen còn đúng một chiếc màu trắng thôi. Hai đen, hai đỏ và hai trắng ạ. À quên màu trắng. Ủa. Từ từ nhá, trắng này form to đùng đấy. Con trắng này size to này, chị nào lấy nốt cái màu trắng size to đùng này. Các chị phải tầm 65 đến 70 cân đấy. 65 70 cân, con này 5XL. 5X cơ. 70-75 cân các chị mặc được. Đấy, con này là 5XL. Đấy chạm 5XL con màu trắng này đấy ạ. Giá 21 các chị nhá. Giá 21 và kèm số điện thoại cho em. Con màu trắng này con hẳn 5XL các bà chị. Còn hai chiếc màu hồng size 2XL các chị nhá. 2XL các chị 60-65 cân. 60 cân đến 65 cân các chị chốt mã này nè. Nói chung là 2XL các chị 55 cân đổ lên mặc được. Đấy, từ 55 cân đến 65 cân nha các bác nha. 55 đến 65 cân. Mã này các chị comment là xả 22. Ok chưa, xả 22 kèm số điện thoại cho em. Cái này còn hai chiếc size to dưới 65 cân mã này cho em ạ, à, xả 22 ạ. À. 55 đến 65 cân. Năm đến 65 cân mã xả 22. Còn hai chiếc màu hồng nhạt các chị nhé, size 2XL ạ. À. 2XL xả 22 ạ, à. Đá cho em cái gì này. Đá toàn bộ dòng đá cườm nhé các chị nhé, đá kết cườm không tay. Xả 22 đúng không chị? Xả 22 ok này.
hai cái màu hồng. Màu hồng tím nhỉ? Màu hồng kiểu hồng phấn. 2XL, nó này xả 23 cho em ạ. Xả 23. Đây các bác này, cái này còn 2 chiếc ạ. Xả 23 và kẻ số phải con này hồng phấn các chị nhá. Hồng phấn cho em ạ, 100.000 ạ. Với 65 cân chốt đơn nó này ạ. 55 đến 65 cân. Xả 23 và kẻ số điện thoại cho em. Đấy, xả 23 các bác nhá. Cái này còn đúng 2 chiếc thôi ạ. Ok chị Thu Quỳnh này, còn hai cái bộ chưa về được hàng chị. Cái này còn hai con màu trắng đá đẹp long lanh luôn ý này, các chị này, đá lại còn đá nâu nâu chứ. Xả 24. Ôi, 2XL màu trắng này các chị này. Xả 24 các chị mình lên đơn. Để chạm xả 24 các chị mình lên đơn hàng cho em. Cái này có 2 chiếc để là xay. À cái này có 1X với 2X. Còn đúng một cái là 1XL với 2XL ạ. Xả 24 à chị Hoa. Xả 24. 40 đến 65 cân ạ. Từ 40 cân đến 65 cân các chị comment là xả 24 và kèm số điện thoại ạ. Không nghỉ nhở, mai bán thôi nhưng sống cộng đồng nhá. Rồi nốt có mẹ em nghỉ nhá các chị nhá. Sáng 24 ạ, chị nào lấy các chị lên đơn ạ. Chỗ em đang mưa sóng nó to lắm, mai em bán tiếp ạ. Sáng 24 sơ mi kẻ là sau 150 chị ơi. Tâm Nguyễn ơi, đấy chị nào lấy sáng 24 các chị lên đơn ạ. 1XL với 2XL các chị dưới 65 cân các chị chốt mã này cho em ạ. Dưới 65 cân ok không ạ, dưới 65 cân này. Sáng 24 kẻ số điện thoại nhá. Rồi em nghỉ đây các bác ơi, và các chị yêu, chúc các chị ngủ ngon nhá. Hẹn các chị trưa ngày mai em bán tiếp nhá. Bây giờ chỗ em đang mưa to lắm, chuẩn bị em sợ mất điện bây giờ ấy. Rồi thôi các chị mình nhá.